Kim Hà quanh thân y hóa thành một đạo kim hồng chui vào bên trong quyển trục phong cách cổ xưa. Ánh sáng màu xanh trên quyển trục lóe lên, lập tức lắc lư vài cái, phần phật trải ra. Chỉ thấy một mảnh sáng vàng trói mắt từ mặt ngoài quyển trục sáng lên, một hư ảnh nguyên anh màu vàng, lớn tầm năm sáu tấc từ trong bay ra. Tiểu nhân này đầu đội mũ quan hoa sen, mặc đạo bào màu vàng, dung mạo già nua, thần sắc bình tĩnh, không ngờ lại trông rất giống với lão tổ cảnh nguyên quan tịnh minh đạo nhân. Cùng lúc đó, Hạp Sơn đạo nhân vẫn không ngừng niệm chú, từ ánh sáng vàng bên trong quyển trục, từng ký tự cổ màu vàng không ngừng bay ra, nhao nhao nhảy vào bên trong hư ảnh nguyên anh. Thân thể tiểu nhân màu vàng bỗng nhiên bị kim quang bao bọc, nhập vào một lúc rồi biến hình thành một thanh kim quang cự kiếm dài hơn 10 trượng. Thân kiếm khắc dày đặc phù văn màu vàng kỳ dị, từng vòng phù văn lượn lờ toàn thân kiếm, từ trong truyền ra âm thanh làm người ta kinh hãi, chấn động. Ngay lúc nhìn thấy kim quang cự kiếm hiện ra, đồng nhân ác và đoàn nhân ly đều không nhịn được nhìn nhau một cái, từ đó phát hiện trong mắt đối phương đều có một tia hoảng sợ. Hàn lập biến thành cự viên cực lớn ngửa đầu nhìn lên. Bỗng nhiên hắn nắm chặt hai tay, sáu đạo ánh sáng màu lam cực lớn trên ngực bụng đồng thời sáng lên, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, cố hết sức co lại để chuẩn bị đón đánh cự kiếm phía trên. Dù sợi dây thường màu vàng đen quấn quanh cánh tay lập tức tỏa ra hào quang mãnh liệt, cứng như sắt thép không ngừng trói buộc, nhưng bị cánh tay của hắn kéo về trước ngực từng chút một. Không tốt, nhanh, đoàn nhân ly hét lớn một tiếng. Sắc mặt đồng nhân ác tái nhợt, mười ngón đã sớm như bánh xe xoay nhanh, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Giữa không trung, lệnh bài màu vàng đen xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Phía dưới, ánh sáng màu vàng nổi ở trên thân của hơn một vạn tên hoàng cân lực sĩ cũng sáng chói. Màn sương mù màu vàng đen từ mặt đất bốc lên ngày càng nhiều khiến cho sợi dây thừng màu vàng đen trói buộc kim mau cử viên càng thắt chặt với sức mạnh càng lớn. Thân thể cự viên đột nhiên run lên, khó khăn lắm cánh tay mới có được đến trước ngược lại lập tức bị kéo trở về. Nhanh, Hạp Sơn Đạo Nhân rốt cuộc hoàn tất việc thi pháp, hét lớn một tiếng. Toàn thân kim quang cự kiếm ở không trung ầm ầm chấn động, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng đánh xuống đỉnh đầu kim mau cự viên. Oanh oanh oanh, kim quang cự kiếm chém vỡ tầng tầng hư không, phát ra từng trận sấm rền nổ vang. Những nơi đi qua hiện ra từng kẽ nứt màu xám trắng hết sức nhỏ bé, từ trong truyền ra trận trận chấn động không gian vô cùng mãnh liệt. Khu vực bị kiếm quang bao bọc, ánh sáng vặn vẹo trở nên mơ hồ, tầng mây bên trên đều có chút biến hình, 200-300 quái điểu bay lượn trên không đã không kịp né tránh, một tiếng gào thét vang lên, trực tiếp diệt vong, hóa thành hư vô. Lúc này thân thể kim mau cự viên không cách nào dẫy dụa do bị sợi thừng màu vàng đen trói buộc nên căn bản cũng không thể né tránh. Trong hoàn cảnh nhìn cân treo sợi tóc, cự viên đột nhiên ngẩng đầu hét lên một tiếng, toàn thân lập tức kim quang đại phóng, từng miếng lân phiến màu vàng hiện ra toàn thân, đỉnh đầu trong chốc lát mọc ra một cái sừng màu xanh. Ngay khi cự kiếm chém xuống trong nháy mắt, thân thể cự viên thoáng nghiêng về phía sau rồi đột nhiên dùng đầu hướng lên trên hút tới. ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, mũi nhọn của cự kiếm màu vàng cắm vào đúng mũi sừng màu xanh trên trán cư viên. Toàn bộ kiếm quang phát ra trên thân kiếm trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cơn mưa vàng đầy trời, vùng vãi khắp nơi. Hư không đều điên cuồng lay động, phụ cận kiếm quang xuất hiện hơn 10 kẽ nứt xám trắng lóe lên tức thì. Xung quanh cự viên gần trăm trượng, hoàng cân lực sĩ cũng không thể chống đỡ nổi thân thể ầm ầm tán loạn trong thân kiếm đang mãnh liệt rung lên một mảnh hào quang sáng trói từ bên trong phóng ra thành một đường cong cực lớn làm cho người ta líu lưỡi bắn xuống phía dưới bay ngược lại rồi sụp đổ mà thân thể cự viên màu vàng chỉ hơi lung lay rồi lập tức khôi phục trên thân không tổn thương chút nào làm sao có thể thế được hạp sơn đạo nhân thấy thế không khỏi la lên thất thanh vẻ mặt của hai người đồng nhân ác với đoàn nhân ly tràn đầy khiếp sợ miệng há to, không nói nên lời. Chương 66, Linh Anh kiếm phù, trên bầu trời, hoàng quang trên thân cự kiếm tán loạn. Cự kiếm bay ngược ra sau hơn trăm trượng, một lúc sau mới ổn định trở lại. Nhưng không chờ Hạp Sơn đạo nhân thôi động pháp quyết, phù văn trên thân kiếm bỗng nhiên rực sáng, ánh sáng vàng lại tăng vọt, lần nữa lướt đến cự viên. Thanh thế so với lúc trước còn mãnh liệt hơn một bậc. Bởi vì số lượng hoàng cân lực sĩ xung quanh đã giảm, áp lực đối với Kim Mao cự viên cũng giảm theo thân thể cử viên vặn vẹo, chuẩn bị đón đỡ cử kiếm trước mặt. cự viên đột nhiên hít một hơi, lồng ngực phồng to, làm mang trong mắt sáng rực, cái miệng to như chậu máu bỗng nhiên há ra, gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Gư, rào, một vòng gợn sóng trong suốt mà mắt thường cũng có thể thấy bắn ra từ miệng cử viên, dũng mãnh lao tới phía trước. Giống như thiên thạch đâm vào trái đất, gợn sóng làm hư không phía trên trở nên vặn vẹo, lõng sâu hơn 10 trượng khiến cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ. Tiếng hống này không phải tầm thường chính là đại thần thông kim cương hống do biến thân sơn nhạc cử viên của Hàn Lập thi triển, là một loại công pháp âm thanh. Với thân thể mạnh mẽ của hắn lúc này, một khi thi triển sẽ tạo thành uy năng lớn đến mức không thể tưởng tượng, đủ để phá toái hư không. Âm ầm lại một tiếng vang thật lớn, cự kiếm lấy sức mạnh như vạn tấn lao vào bên trong gợn sóng trong suốt nhưng lập tức trở nên chậm lại, không thể tiến thêm được nữa. Trong âm thanh chấn động của gợn sóng, tiếng ken két vang ra, ánh sáng vàng trói mắt của cự kiếm như mặt gương vỡ vụn, Bề mặt cửa kiếm hơi lồi lên, hiện ra một người mặt mũi giả nua, chính là tịnh minh chân nhân. Ngay sau đó, thân kiếm xuất hiện rất nhiều vết dạn nứt, từng tràng răng rắc vang lên. Cửa kiếm gãy thành từng khúc, hóa thành vô số điểm vàng tiêu tán. Nói thì dài dòng nhưng thực tế diễn ra chỉ trong chốc lát. Hư ảnh nguyên anh của tịnh minh chân nhân từ trong ánh sáng vàng lóe ra, một lần nữa hiện ở không trung. Hào quang trên người lão có chút ảm đạm, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ kinh ngạc hư ảnh lập tức chuyển hướng tới hỏa trục đang lơ lửng trên không trung, chấp động một cái liền biến mất. Gần như đồng thời, giữa hai đầu lông mày cử viên đột nhiên nứt ra một vết máu hẹp, dài. Một luồng khí đen từ đó bay ra, trong nháy mắt huyến hóa ra một con mắt đen có thể xuyên thủng hư không, phá diệt pháp mục. Từ trong con mắt dựng đứng màu đen, một tia sáng màu đen bắn ra, lóe lên rồi biến mất vào hư không, không thấy bóng dáng. Một tiếng bành, ở chỗ không xa quyển trục phong cách cổ xưa, tia sáng màu đen đột nhiên thoáng hiện, lại mạnh mẽ biến vào hư không một lần nữa rồi xuất hiện phía trên hư ảnh Nguyên Anh. Hư ảnh Nguyên Anh lập tức thét lên một tiếng hóa thành một đoàn ánh sáng vàng tiêu tán. Còn quyền trục kia cũng đằng một tiếng rồi bốc cháy hừng hực nhanh chóng hóa thành cho bụi. Đây là phá diệt pháp mục, đồng nhân ác thấy thế, sắc mặt hoảng sợ. Bảo vật được tiên nhân lão tổ cảnh nguyên quan ban tặng lại bị cự viên do hàn lập biến thành hai ba lần đánh bại, thậm chí một tiêu nguyên thần ẩn chứa trong đó cũng bị tiêu diệt khiến sắc mặt gã trở nên tái nhợt. Cái gì, người này còn có thần thông khắc chế thuấn di bậc này? Trong lòng Hạp Sơn Đạo Nhân vô cùng khiếp sợ, đã không còn tâm trí nào để ý đến pháp bảo đức lão tổ ban thưởng nữa. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đúng vào lúc này, cảnh tượng phát sinh càng làm cho mấy gã hồn vía bay lên mây. Quanh thân cự viên do hàn lập biến thành lóe lên ánh bạc, ngọn lửa lớn màu bạc đột nhiên từ bộ lông phát ra rồi bùng lên, bao trọn toàn bộ thân thể những sợi thừng vàng đen tưởng như không thể đứt đang quấn quanh thân hắn gặp đoàn khói bạc từ trên thân cự viên bốc lên thiêu đốt bừng bừng. Bên trong ngọn lửa bạc, từng sợi thừng nóng chảy rồi đứt rời. Cự viên thoát khỏi trói buộc, hai tay đấm lên ngực, lăn một vòng tại chỗ. Ngọn lửa bạc biến mất, thay vào đó là vô số tia điện màu bạc bắn ra. Từ bên trong màn điện lượn lờ, một cự điểu màu bạc dài hơn 10 trượng bỗng nhiên dương cánh bay ra. Lông vũ cứng như thép, móng vuốt như câu liêm, giống hệt chân linh côn bằng trong truyền thuyết chính là một trong 12 biến của kinh chập quyết, chân linh côn bằng. Không tốt, đồng nhân ác thấp giọng hô lên, bàn tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Lệnh bài vàng đen điên cuồng quay tròn, sương mù vàng đen trên mặt đất một lần nữa điên cuồng tuôn ra, đến quấn quanh lôi bằng. Đoàn nhân ly cũng lập tức biến hóa pháp quyết, hồ lô màu vàng trên không trung tiếp tục phun ra hạt đậu vàng hóa thành hoàng cân lực sĩ nhưng không bay vào pháp trận nữa mà nhào về phía cự điểu với khí thế khủng bố. Nào ngờ cự điểu chỉ lắc hai cánh liền biến thành một cơn gió lốc bạc biến mất tại chỗ khiến cả sợi dây thường cùng đám lực sĩ đều vồ hụt. Không chờ ba gã tu sĩ đại thừa kịp thời phản ứng, trên bầu trời một tia điện bạc bỗng nhiên hiện lên. Thân ảnh lôi bằng màu bạc đột nhiên hiện ở phía trên hồ lô màu vàng, cặp móng vuốt vờn vờn rồi chộp nó vào trong. Chỉ thấy trên không trung, một trận ánh sáng lấp lóe, hình thể lôi bằng cùng hồ lô đồng thời thu nhỏ lại. Trong chốc lát, Hàn Lập một lần nữa trở về hình người, trong tay còn nâng một cái hồ lô màu vàng, cao khoảng một thước. Thấy cảnh này, vẻ mặt hạp sơn đạo nhân vô cùng ảm đạm. Y cắn răng nói, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Chạy mau sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi Safi Phi độn chạy trước. Hai người đồng nhân ác cũng không dám do dự, lập tức thúc dục độn quang đuổi theo, bỏ lại cả lệnh bài màu vàng ở giữa không chung. Hàn lập ngắm nghía hồ lô trong tay một chút, đột nhiên tay sáng lên ánh sáng xanh. Sau khi dùng sức trà sát vào mặt ngoài của hồ lô khiến cho phù văn màu vàng trở nên mơ hồ, tiếp đó hắn giơ tay gạt một cái khiến những phù văn kia hoàn toàn ảm đạm rồi biến mất. Gần như đồng thời, bất luận trên mặt đất nơi bài bố trận pháp, hay chỗ tấn công hàn lập trước đó, tất cả đám hoàng cân lực sĩ đều giống như là bị mất hết sức lực, nhào nhào ngã xuống, ánh sáng vàng quanh thân lóe lên rồi biến thành những hạt đậu vũng vãi khắp nơi trên mặt đất. Đại trận màu vàng trong nháy mắt sụp đổ, tan thành mây khói. Hắn lật bàn tay thu hồi hồ lô lại, liếc về phía ba người đang bỏ chạy trên bầu trời cười lạnh một tiếng, trên thân ánh điện bạc xoẹt một tiếng, một lần nữa hóa thành lôi bằng, lắc hai cánh một cái liền biến mất tại chỗ. Lúc này, Đoàn Nhân Ly đang liều mạng chạy thoát thân, chỉ cảm thấy yết hầu chan chát, trong lòng buồn khổ. Lúc trước bởi vì gã điều khiển hồ lô cùng hoàng cân đạo binh, cho nên pháp lực trong người tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, giờ phút này độn tốc rõ ràng không theo kịp hai người Hạp Sơn cùng Đồng Nhân Ác, bị bỏ lại một đoạn xa. Gã đang không ngừng âm thầm kêu khổ, bỗng nhiên bên tai có tiếng tư tư. Gã nghĩ tới điều gì đó, lập tức như rớt vào hầm băng, cảm thấy khắp người phát lạnh. Nhưng vào lúc này, ở khoảng cách không tới trăm trượng trên đầu đỉnh gã, một chỗ rung động, từ trong ánh điện bạc bỗng nhiên một cặp móng vuốt to lớn, sắc bén phá không nhô ra. Vô số tia điện màu bạc bắn ra vây quanh móng vuốt có ánh xét kinh người, dần dần hình thành một cái lưới điện hình tròn cực lớn, hướng đầu hắn chụp xuống. Đoàn nhân ly có thể thu đến cảnh giới đại thừa, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường nên sớm đã có chuẩn bị. Thân thể y hiện ra mảng huyết quang lớn, mồm phun một cây cờ cổ màu đỏ như máu, cao mấy tấc, trong nháy mắt biến thành một cây cờ lớn, cao khoảng một trường. Trên lá cờ, huyết quang lưu chuyển, gió tanh tỏa ra, huyết vụ lan tràn khắp nơi hóa thành một đám mây máu đem gã bao phủ lại. Nhưng khi thân hình gã chưa hoàn toàn biến mất, ánh sáng bạc phía trên chấp động, toàn thân lôi bằng tỏa ra điện mang mạnh mẽ, thu lại cặp móng vuốt rồi như một viên thiên thạch trong nháy mắt tiến vào trong đám mây máu. Một trận ầm vang, trong đám mây máu, ánh điện bạc tỏa ra cuồn cuộn, vô cùng mãnh liệt. Chỉ nghe một tiếng rú vang lên, lôi bằng trực tiếp đem đám mây máu xé rách thành hai nửa, từ đó bay ra. Bên trong cặp móng vuốt sắc nhọn là một người nhìn như con sâu gióm đang dẫy rụa kịch liệt. Vẻ mặt y vô cùng hoảng sợ, thất khiếu chảy ra máu đen thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Lúc này, lôi bằng màu bạc đột nhiên há mỏ nói tiếng người, nghe như tiếng sấm. Đoàn đạo Hữu lúc trước hàn mỗ đã hạ thủ lưu tình vì không muốn phiền phức. Không nghĩ tới, người lại không biết trời cao đất rộng như vậy đã thế thì đừng trách ta đây thủ hạ vô tình. Nói xong, quắp chặt móng vuốt lại, lập tức bên trong sáng lên một luồng ánh sáng bạc lóa mắt, vô số tia điện ầm ầm nổ tung. Đoàn nhân ly kêu thảm một tiếng, một nửa thân thể vỡ vụn bên trong ánh điện bạc. Ngay sau đó, một tiểu nhân màu đỏ sậm với sắc mặt hoảng sợ từ bên trong thân thể bị tàn phá lóe lên rồi bay ra. Nhưng còn chưa kịp trốn xa, nó liền bị một sợi tơ điện màu bạc bắn trúng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ khói xanh, một tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra, tiêu tán trong hư vô. Một tên tu sĩ đại thừa kỳ tại linh hoàn giới, kêu mưa gọi gió không biết đã bao nhiêu vạn năm cứ vậy đã bị thần hồn câu diệt, không để lại chút dấu vết nào trên thế gian. Từ khi Hàn Lập biến thành lôi bằng đến tiêu diệt đoàn nhân ly, một loạt hành động liên tiếp như sấm rung chớp giật chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Đồng nhân ác cùng Hạp Sơn đạo nhân hiển nhiên không có ý định cứu giúp đồng bọn, giờ phút này sớm đã trốn xa không biết tung tích. Trên tiên giới, bên trong thành Hắc Thủy Tại tầng 3 của tòa lầu các, Tịnh Minh chân nhân cùng Cốt Diễm tán nhân đang ngồi thưởng trà, nói chuyện phiếm, rồi dần dần dẫn đến trao đổi về tâm đắc trong tu luyện. Trong lúc hai người đang vô cùng cao hứng thì sắc mặt của Tịnh Minh chân nhân trở nên trắng nhợt, miệng phun ra một ngụm máu huyết, tựa hồ nguyên khí bị hao tổn không nhẹ. Tịnh Minh đạo hữu, sao thế? Lông mày Cốt Diễm tán nhân nhíu lại, vội hỏi, linh anh kiếm phù mà ta ban cho đệ tử đã bị phá. Sắc mặt Tịnh Minh chân nhân âm trầm như nước, thốt ra từng câu từng chữ. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Linh Anh kiếm phù có thể tương đương với một kích toàn lực của ngươi, cho dù là ta cũng không dám trực tiếp đón đỡ, huống hồ còn có Hoàng Cân đạo binh của ta hỗ trợ, chẳng lẽ vẫn không thể tiêu diệt được hắn? Cốt Diễm tán nhân nghe vậy không khỏi biến sắc, sắc mặt Tịnh Minh chân nhân rất khó coi, không nói gì. Chương 67, Bách mục thiên quỷ, bên trong không gian màu xám, Đồng nhân ác và Hạt Sơn đạo nhân hóa thành hai đạo hư ảnh phá không toàn lực phi độn. Với tu vi của hai người bọn họ, trong khoảnh khắc đã bay được chừng hơn vạn dặm. Nhất là sau khi khí thức của đoàn nhân ly biến mất trong chớp mắt, cả hai càng không tiếc hao tổn nguyên khí, thúc giục bí thuật nhằm đề cao độn tốc. Cảm giác hồn vía lên mây thế này đã lâu bọn họ chưa phải nếm lại. Phải biết, số tu sĩ có tu vi sánh được với hai người ở linh hoàn giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa những kẻ đạt đến cấp độ như vậy cũng không tùy ý đấu pháp với nhau. Hạp Sơn đạo hiếu, tranh thủ lúc này thi pháp khai mở thông đạo không gian, nếu không rời khỏi nơi đây, hai chúng ta chỉ có một con đường chết." Đồng nhân ác vừa ngoái lại phía sau vừa hồn hển nói ra. "Được." Hạp Sơn đạo nhân gật đầu một cái. Sau đó, một tay khẽ đảo, lấy ra một cái mâm tròn màu bạc lớn cỡ bàn tay. Chỉ thấy thanh quang lóe lên, rơi xuống mâm bạc, tiếng chú ngữ lầm rầm vang lên, một tia sáng bạc trắng lập tức nở rộ, dần dần trở nên chói mắt. Vô số phù văn màu bạc theo đó hiện ra. Sau một khắc, mười mấy đạo ngân hà bàng bạc đồng thời phun ra đan sen hội tụ phía trước hai người sau đó dần dần biến thành đồ án mịt mờ ngân quang, hơn nữa còn tản mát một tia chấn động không gian. Đúng vào lúc này, một tiếng sấm sét mơ hồ truyền đến sau lưng bọn họ. Hai người nghe thấy âm thanh này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy một điểm sáng bạc lóe lên đuổi đến từ phía sau. Quang điểm không ngừng lớn lên, hơn nữa tốc độ của nó còn vượt xa bọn họ. Còn bao lâu nữa, đồng nhân ác thấp giọng quát hỏi, 10, không, 8 hơi thở, Hạp Sơn Đạo Nhân không ngừng bấm niệm pháp quyết, vội vàng đáp lại. Ta đến ngăn cản hắn, người phải nhanh lên. Đồng nhân ác suy tính thật nhanh sau đó cắn răng nói ra. Nói xong, y lầm rầm tụng niệm chú ngữ đồng thời vung tay xé rách hắc bào trên người, để lộ thân trên trần trụi. Trên lồng ngực nhìn nhi gầy yếu của đồng nhân ác có một hình xăm quỷ vật đỏ sậm tàn mất hào quang đỏ rực như máu không ngừng chớp tắt bất định, tựa như một sinh vật cuồng bạo không ngừng dẫy ruộng. Trên thân quỷ vật có vài món đồ màu trắng tản ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt mơ hồ ngăn chặn huyết quang bộc phát. Đồng nhân ác hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết sau đó nhanh chóng chỉ lên những đồ vật màu trắng kia. Từng đạo bạch quang trói mắt lần lượt sáng lên, mang theo một đám phù văn kỳ lạ cùng màu. Phù văn đồng loạt bắn ra, tạo thành 13 cốt đinh màu trắng trọn vẹn. Cốt đinh vừa được tháo đi, hình xăm quỷ vật lập tức gào lên hưng phấn, tựa như ác ma đáng sợ rốt cuộc thoát khỏi gông xiềng. Huyết quang trói mắt bắn ra từ ngực họ đồng, bao phủ thân thể của y, tạo thành mười mấy cột sáng màu máu vừa thô vừa to. Sức mạnh đáng sợ từ đó tuôn ra, khiến cho không gian xung quanh cũng trở nên nhộn nhạo. Bên trong huyết quang, đồng nhân ác tỏ ra đau đớn, buồn bực hừ nhẹ một tiếng. Cơ thể y truyền ra từng tràng rung động ken két, cơ bắp trên người như vật mang sự sống không ngừng nhúc nhích sau đó nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt, đồng nhân ác đã hóa thành quỷ vật to lớn mặt xanh nanh vàng cao chừng trăm trượng. Quỷ vật này có chút tương tự với xích huyết thiên quỷ mà đoàn nhân ly gọi ra lúc trước, cũng là một đầu thiên quỷ khác nhưng lại đáng sợ hơn. Mặt ngoài thân thể cử quỷ hiện ra hai đường đỏ thấm thần bí. Quỷ dị hơn là, ngực bụng, cánh tay, thậm chí hai chân của nó đều có vô số con mắt, số lượng đạt hơn trăm cái, không ngừng nhấp nháy, tản mắt hắc quang u u khiến người nhìn bất giác nổi hết gai ốc. Thực ra, ngay giữa chán y còn có một con mắt khổng lồ đặt dọc, nằm sát rìa trong hai bên lông mày, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn chỉ là con mắt này hiện đang đóng chặt. Bách mục thiên quỷ vừa mới hiện thân, một luồng khí thức mạnh mẽ hơn xa lúc trước lập tức lan ra, khiến cho không gian chung quanh cũng phải run rẩy từng đợt. Nhưng vào lúc này, lôi quang màu bạc lóe lên, lôi bằng màu bạc lớn hơn 20 trượng đã bay đến nơi. Nhìn thấy bách mục thiên quỷ do đồng nhân ác biến thành, ánh mắt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Lôi bằng lập tức giang rộng hai cánh, lôi minh vang lên, bên ngoài thân thể đã hiện ra vô số lôi điện màu bạc một đạo bằng chảo đột nhiên chộp mạnh về phía trước, vun vút, cự chảo khổng lồ thình lình xuất hiện, chộp xuống phần đầu của bách mục thiên quỷ. Cự chảo còn chưa hạ xuống, một luồng man lực đáng sợ đã ầm ầm kéo tới khiến cho không gian xung quanh như đặc quánh lại. Đối mặt với công kích như vậy, bách mục thiên quỷ không hề tỏ ra sợ hãi. Hai tay bấm niệm pháp quyết, phần nửa số mắt trên người đồng thời sáng lên, bắn ra từng đạo hắc quang. Hơn 10 đạo hào quang đan xen một chỗ, hình thành quang võng màu đen, ngăn chặn lôi chảo. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng chấn động hơi yếu của pháp tắc thình lình sinh ra từ quang võng màu đen. Lôi chảo nhoáng cái biến mất tại chỗ, tiếp đó tựa như thuấn di xuất hiện cách đó mấy trăm trượng. Một tiếng ầm vang, cự tảo đánh xuống, vô số lôi điện màu bạc nổ tung, khiến cho không gian xung quanh rung lắc dữ dội. Ồ, oh, lôi bằng tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó lần nữa giang rộng đôi cánh. Hai đạo sấm sét từ đó bắn ra, xuất hiện hai bên thiên quỷ, trái phải giáp công. Bách mục trên người thiên quỷ lần nữa sáng lên, bắn ra hai đạo hắc quang, một trái một phải đón đỡ tia chớp hình quạt. Pháp tác nhàn nhạt lần nữa tỏa ra, công kích của côn bằng lần nữa biến mất giữa không trung sau đó xuất hiện cách đó mấy trăm trượng va và vào nhau nổ văng tung tóe. Cách đó không xa, Hạp Sơn Đạo Nhân nhìn thấy cảnh này không khỏi mừng thầm. Lúc này đã qua hai ba nhịp thở, y đang toàn lực thi pháp, khiến cho đồ án trên cao dần dần trở nên ngưng thực. Côn bằng do Hàn Lập biến thành tạm dừng công kích, tựa như không để ý đến Hạp Sơn Đạo Nhân, mà chợt nói với bách mục thiên quỷ trước mặt. Không ngờ tại linh hoàn giới lại có thể nhìn thấy một tu sĩ sử dụng lực lượng không gian. Các hạ quả thật xứng danh đệ nhất đại thừa giới này. Hàn đạo hiểu, ta và ngươi kỳ thật không oán không cừu, vốn dĩ không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy. Việc này vốn có nguyên nhân từ thượng giới, bọn ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự. Hôm nay, đoàn nhân ly đã chết, các hạ cũng nên hả giận mới phải. Mặc dù đạo hiểu thần thông quảng đại nhưng nếu thật sự khiến cho linh hoàn giới trời long đất lở, thượng giới nhất định sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Bách Mục Thiên quỷ tỏ vẻ cảnh giác, ngữ khí nửa phần uy hiếp nửa phần cầu hòa. "Hắc hắc, xem ra việc này quả nhiên có liên quan đến lão tổ hai nhà các ngươi. Có điều bọn hắn đang ở tiên giới cao cao tại thượng, đối với sự tình hiện tại có chút vượt ngoài tầm với rồi." Lôi Bằng cười lạnh rồi nói, "Ngươi dám?" Bách Mục Thiên quỷ khẽ giật mình, không chờ y nói hết, Lôi Bằng đột nhiên ngẩng đầu hót lên một tiếng bén nhọn. Quang điện màu bạc quanh người nó lần nữa sáng lên tụ lại hai móng, tản mát lôi quang kinh người, hình thành một tấm lưới điện khổng lồ hình tròn. Cùng lúc đó, một đám phù văn màu bạc lóe lên, nhao nhao chui vào lưới điện. Quang điện trên đó đột nhiên đồng loạt tan biến, từ đó bộc phát ánh sáng rực rỡ màu bạc ngưng tụ thành hai lôi cầu lập loè ngân quang. Mặt ngoài lôi cầu phủ kín một tầng phù văn màu bạc, chung quanh lóe lên từng tia điện quang nhẹ nhẹ. Tiếng nổ trầm thấp từ đó truyền ra, mang theo khí tức hủy diệt tất thảy cực kỳ đáng sợ. Chính là tế lôi chi thuật. Lôi điện bên trong quả cầu chính là lực lượng lôi điện màu bạc của côn bằng, cho nên không hoàn toàn giống ích tà thần lôi mà hắn thi triển trong quá khứ. Bách mục thiên quỷ gầm nhẹ một tiếng, phù văn đỏ đen trên người đồng loạt nở rộ, sau đó, tất cả con mắt trên người y đều chợt sáng lên. Lôi bằng dơ hai móng lên, lôi cầu lập tức bắn ra, bay vụt đến chỗ thiên quỷ sau đó nổ tung. ầm, um, không trung đột nhiên nhiều thêm hai vầng kiêu dương màu bạc. Điện quang lập lè, vô số phù văn bang bạc bay múa mang theo khí tức hủy thiên diệt địa áp xuống. Dù sớm đoán được uy lực của một kích do Hàn Lập đánh ra thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến đồng nhân ác đại biến sắc mặt. Thiên quỷ do y biến thành hét lên một tiếng, bách mục đồng thời mở lớn, khóe mắt như muốn nứt ra, trong mắt răng đầy tơ máu. Phút phút, từng đạo hắc quang với kích thước gấp đôi lúc nãy bắn ra, đan sen tạo thành một tấm lưới đen thật lớn. Cùng lúc đó, con mắt khổng lồ giữa trán thiên quỷ đột nhiên mở ra, để lộ con người đen xỉ như mực, vèo, hắc quang bắn ra, chui vào bên trong lưới đen, tấm lưới theo gió sáng lên, huyễn hóa thành một tầng quang võng màu đen, che kín cơ thể thiên quỷ từ trên xuống dưới. Hai vầng kiêu dương hạ xuống, oanh kích màn sáng màu đen. Hắc phóng sáng ngời, tỏa ra chấn động pháp tắc mãnh liệt. Phần nửa hào quang của lôi cầu lập tức ngưng tụ như bị đóng băng thế nhưng một nửa còn lại không bị ảnh hưởng, tiếp tục đánh xuống. Màn sáng màu đen run rẩy, mặt ngoài chợt lóe hào quang, có điều vẫn không hoàn toàn tiêu tán hai bên rơi vào trạng thái rằng co. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ lớn truyền ra, màn sáng màu đen đột nhiên phóng lớn, mặt ngoài hiện ra vô số phủ văn màu đen. Hai vầng kiêu dương lóe lên sau đó biến mất tại chỗ, xuất hiện phía xa. ầm ầm hai quả lôi cầu nổ văng tung tóe hóa thành hai cột lôi trụ kình thiên phóng thẳng lên trời, dễ dàng xuyên mây sám trên cao. Nửa dưới của nó lại chui thật sâu vào đất, tạo thành hai miệng vực sâu hóm. Sức mạnh khổng lồ do lôi trụ mang đến lan rộng trong vòng 10 dặm, nhấc lên từng đạo vòi rồng khổng lồ. Nhưng vào lúc này, màn sáng màu đen cũng đã tán loạn, để lộ thân ảnh bách mục thiên quỷ. Chỉ thấy người y tả tơi cực điểm, không ngừng há miệng thở dốc. Hơn trăm con mắt trên người nửa mở nửa khép, hắc quan tỏa ra cực kỳ ảm đạm, bộ dáng đại thương nguyên khí. Chứng kiến cảnh này, hạp sơn đạo nhân không khỏi hoảng hốt. Có điều pháp quyết trên tay y đã thi triển đến bước cuối cùng. Theo mấy đạo pháp quyết đánh ra, đồ án trên cao đột nhiên tỏa sáng rực rỡ hình dạng cũng trở nên ngưng thực rõ ràng, chính là một bộ ngân nguyệt ánh không đồ. chương 68, truy sát, Hạp Sơn đạo nhân mừng rỡ, hai tay biến đổi pháp quyết, đồng thời há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, lóe lên một cái rồi dung nhập vào trong ngân nguyệt đồ. Bên trong ngân nguyệt đồ, vầng trăng tròn màu bạc thấp thoáng mờ ảo bỗng nhiên phun ra từng đám mây trắng, xoay tròn một lúc rồi tụ lại một chỗ, tạo thành một vòng xoáy lập lè ánh sáng màu bạc. Bên trong vòng xoáy phát ra từng đợt chấn động của lực lượng không gian, còn có tiếng sấm rền vang nơi sâu nhất bên trong vòng xoáy mơ hồ hiện ra một điểm sáng màu trắng ngay khi thông đạo không gian mở ra bách mục thiên quỷ và lôi bằng do hàn lập biến thành cùng lúc nhìn sang kẻ trước thì tỏ vẻ vui mừng người sau trong mắt chợt hiện lên ánh sáng màu lam lập lòe hạp sơn đạo nhân chỉ nhìn thoáng qua bách mục thiên quỷ sau đó lập tức đặt sự chú ý lên người lôi bằng trong lòng cảm thấy run sợ vội vàng quay đi như một chú thỏ non chui nhanh vào trong vòng xoáy màu bạc sau đó vòng xoáy rung động một chút rồi lập tức tiêu tán như bọt biển biến thành từng điểm ánh sáng màu bạc, chớp sáng mấy cái rồi biến mất không dấu vết. Chỉ còn để lại một chút chấn động không gian mờ nhạt trong hư không. Từ lúc thông đạo không gian mở ra cho đến lúc đóng lại chỉ chưa đầy một nhịp thở. Hạp sơn lão đạo, bách mục thiên quỷ nhìn thấy hạp sơn đạo nhân không chỉ bỏ trốn một mình, mà còn đóng luôn cả thông đạo không gian lại, không thể kìm được giận tím cả mặt. Mà lam mang trong mắt lôi bằng do hàn lập biến thành cũng được thu lại, ánh mắt hiện vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, thế mà hắn đã nắm bắt được tất cả biến hóa từ lúc mở ra đến khi đóng lại của vòng xoáy không gian. Đồng đạo hiếu, hiện tại ở đây chỉ còn lại ta và ngươi thôi, như vậy cũng tốt, chúng ta cùng giải quyết hết mọi ân oán giữa ta với quý tông một lần nhé. Sau khi lôi bằng thu lại ánh mắt, thì lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, điện quang màu bạc trên thân đột nhiên sáng ngời, phát ra một tiếng sét nổ lớn, thân hình khổng lồ đang đứng đó liền biến mất không thấy đâu. Trong lòng Bách Mục Thiên Quỷ cảm thấy vô cùng kinh hãi, đè nén phẫn hận đối với Hạp Sơn đạo nhân lại, đồng tử vội co rụt, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từ trong cơ thể tuôn ra vô số hắc khí đặc sệt, rồi hóa thành 10 cái xúc vừa thô vừa to, quanh thân cũng nổi lên từng trận cuồng phong. Nhưng phía sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh, ngân quang lóe sáng, thân ảnh lôi bằng hiện ra, hai cái cự chảo nhoáng lên một cái hóa thành hai cái tàn ảnh mơ hồ, vồ một cú cực nhanh vào hậu tâm phía sau lưng Thiên Quỷ. Thế nhưng những cái xúc tu màu đen sau lưng thiên quỷ phản ứng cũng nhanh không kém, chúng khua vội một vòng nhanh như chớp giật, ngay lập tức quấn lấy lôi bằng. Trong mắt lôi bằng tỏ vẻ bất ngờ, lập tức quang điện màu bạc quanh thân đại thịt, xung quanh vùng quang điện cũng hiện ra rất nhiều phù văn màu bạc. Phanh phanh phanh, những phù văn này liên tục nổ tung, bắn ra vô số tia sét màu bạc, đem những xúc tu màu đen kia nổ tung tóe, thủng lỗ chỗ như tổ ong, rồi bị hóa thành vô số hắc khí bên trong lôi quang, hoàn toàn tiêu tán sau lưng bách mục thiên quỷ cũng bị lôi điện màu bạc ảnh hưởng nó bị một tia lôi điện thô to đánh trúng khiến cho bảy tám cặp mắt bị vỡ vụn máu đen từ đó chảy ra dòng dòng hắn kêu lên một tiếng đau khổ thân hình nhoáng lên rồi vội vàng bắn nhanh về phía trước bay đi oanh long long từ sau lưng lại truyền đến một tiếng nổ rất lớn hai móng của lôi bằng chụp một cái vào hư không quang điện quanh thân tụ lại đột nhiên lại ngưng tụ thành hai quả lôi cầu màu bạc nó giơ hai móng lên hai quả lôi cầu đột ngột phóng lên trời rồi chui vào bên trong đám mây xám trên không trung. Trong tầng mây lập tức phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, điện quang màu bạc sáng chói xé rách đám mây, phóng xuống những tia sáng màu bạc vô cùng chói mắt. Đột nhiên có hai cột lôi trụ màu bạc thô to từ trên tầng mây được phóng ra, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều phù văn màu bạc, nhanh chóng hướng đánh về phương hướng mà Bách Mục Thiên Quỷ đang chạy trốn. Thiên Quỷ hoảng hốt, hắc quang trên người bùng lên, những cặp mắt xung quanh gắng ngượng mở to ra một lần nữa, hắc quang trong mắt lập lòe, muốn lập tức thi triển pháp tắc không gian. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng hử lạnh lùng như băng rét đến thấu xương vang lên trong tai bách mục thiên quỷ. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu hắn, giống như có người cầm rùi đâm mạnh một phát vào não, thần hồn đột ngột bị xé rách đau đớn vô cùng. Bỗng nhiên thiên quỷ hai tay ôm đầu, phát ra tiếng kêu hét thảm thiết, thất khiếu trên mặt đều chảy ra máu đen. Hắc quang bên trong gần trăm con mắt của hắn trở nên hỗn loạn, rồi tiêu tán hết. Trong lúc đầu óc hắn còn đang bị tiếng sét đinh tai làm cho choáng váng, thì có hai đạo lôi trụ màu bạc đánh xuống, chúng ngay trên thân thể Bách Mục Thiên Quỷ. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, trong miệng Bách Mục Thiên Quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết và thê lương, thân hình ngay lập tức bị lôi trụ xuyên thủng tạo ra hai cái hố lớn, một trong số đó lại nằm ở ngay trước ngực. Thân hình Thiên Quỷ gần như bị đánh nứt thành hai đoạn, máu tươi đỏ thấm tuôn ra ào ào, thân thể tàn tạ ầm ầm rơi từ trên không trung xuống, đập lên mặt đất hồi tràng tiếng kêu ken kết trầm đục vang lên thân hình bách mục thiên quỷ nhanh chóng thu nhỏ lại trong trước mắt đã hóa thành hình dạng của một lão già đầu hói thấp bé dưới bụng và trước ngực có hai cái lỗ thủng lớn thương tích nhìn cực kỳ nghiêm trọng từ trong miệng đồng nhân tuôn ra rất nhiều máu tươi sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng thần sắc trong mắt vô cùng ảm đạm nhưng chỉ sau một khắc trên mặt lại hiện lên vẻ dữ tợn hai tay nhanh chóng bắt quyết phòng tinh quang màu đen quanh thân di động hỗn loạn thân hình gầy nhỏ lại điên cuồng bành trướng tự bảo ở giữa không trung, trong miệng lôi bằng thì thào một tiếng, móng vuốt dưới bụng bung lên, hồ quang điện màu bạc trói mắt lại một lần nữa hiện ra, sau đó cuồn cuộn tụ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một quả lôi cầu màu bạc, nhanh chóng bắn xuống. Oanh long long, đồng nhân lại nhanh hơn một bước, hoàn thành tự bao rồi nổ tung, chấn động kịch liệt khiến cho không gian xung quanh bị xé nứt ra, từ trong đó tuôn ra những đoàn hắc quang đen thui, làm cho đà lao xuống của quả lôi cầu màu bạc cũng bị chậm lại. Vèo một tiếng, một cái nguyên anh cao vài tấc lao ra từ trong hắc quang, lóe lên một cái rồi thuấn di biến mất, sau chớp mắt đã biến ra ngoài hơn 10 trượng, linh quanh hộ thể chợt hiện lên, hóa thành đạo hắc quang, lại muốn truyền tống một lần nữa. Sự việc kể ra thì chậm nhưng thực tế xảy ra rất nhanh, đột nhiên lôi cầu màu bạc nổ tung, hóa thành một mặt trời màu bạc vô cùng to lớn, đồng thời lập tức khuếch tan ra bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc đã bao trùm cả nguyên anh của đồng nhân vào trong. Vèo một tiếng, từ bên trong ngân quang bay vụt ra một vật, lóe lên, rồi bay về phía lôi bằng ở trên không một lát sau vầng mặt trời cũng chậm rãi tiêu tán đi để lộ ra trên mặt đất một cái hố to đen kịt còn đồng nhân thì hoàn toàn biến mất không để lại một chút dấu vết nào điện mang màu bạc lóe lên lôi bằng biến mất rồi thân ảnh của hàn lập hiện ra một tay cầm lấy một cái túi màu đỏ đang phát ra một ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, nhạt sau khi liên tiếp biến thân kịch chiến giờ phút này sắc mặt hàn lập cũng đã trở nên sám ngắt thoạt nhìn vô cùng nhợt nhạt, nhạt. Pháp lực trong đan điền của hắn lúc này cũng đã cạn đến tận đáy. Hắn cất cái túi đỏ vừa lấy được sau đó lại lấy ra một cây vân hạc thảo nghìn năm ăn vào, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong miệng lầm bầm, tay áo vung lên. Bảy đạo hắc quang bay ra, và dừng lại ở giữa không trung. đó là bảy tấm tinh nguyệt bảo kính do hắn luyện chế từ âm thần thạch lúc trước, chúng mơ hồ xếp lại theo hình thất tinh bắt đầu. Hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết, lần lượt từng đạo hào quang rơi lên trên bảy mặt kính lập tức tinh nguyệt bảo kính chuyển động xoay tròn, tỏa ra hào quanh tinh thần chói mắt, rất nhiều phù văn màu đen từ đó bắn ra, nhảy vào trong tinh quang. Pháp quyết trong tay hắn liên tục biến ảo, tinh nguyệt bảo kính khẽ vang lên những tiếng kêu ông ông, hào quang tỏa ra càng ngày càng sáng, nhưng lại không ngừng rung động, càng ngày càng bất ổn. Bảo, miệng hàn lập khẽ quát, và thúc giục pháp quyết trong tay. Phanh phanh phanh, bảy mặt quang kính tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi đồng loạt phát nổ, hóa thành bảy quầng sáng rất lớn sắc mặt hàn lập căng thẳng hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết dưới sự thúc giục của pháp quyết bảy quầng tinh quang mau chóng ngưng tụ lại sau một lát hóa thành ảo ảnh cực lớn của bảy chòm sao thoạt nhìn có vẻ chính là thất tinh bắc đầu nhìn thấy cảnh này hàn lập đột nhiên thay đổi pháp quyết trên tay hào quang của bảy khối ảo ảnh tinh thần đột nhiên núi liền lại với nhau mơ hồ hình thành một cái tinh thần đại trận hàn lập quát khẽ một tiếng hai tay kết thành một cái thủ ấn kỳ lạ xoẹt xoẹt đột nhiên tinh thần đại trận sáng bừng lên Tiếp theo giống như bị hai bàn tay to lớn xé rách kéo ra hai bên, rồi một khe hở đen kịt xuất hiện, tỏa ra hào quang hắc ám đậm đặc. Nhưng từ nơi sâu nhất bên trong chỗ hắc ám kia, dường như có thêm một điểm ánh sáng đang phát sáng. Trên không trung tụ tinh đài tại cảnh nguyên quan, ngân nguyệt to lớn đang chấn động kịch liệt, ở chính giữa đột nhiên vỡ ra, tạo thành một vết nứt không gian. Một bóng người màu xanh từ đó bắn ra, lơ lửng giữa không trung, đó chính là Hàn Lập. Lúc này Cấm chế pháp trận trong phạm vi chăm dặm lấy tụ tinh đài làm trung tâm kia vẫn còn, ngân nguyệt to lớn phía trên tỏa ra ánh bạc sáng ngời, cùng với màn sáng bảy màu ở bốn phía hòa lẫn lại, đem không gian bên trong phản chiếu thành một thế giới sặc sỡ sắc màu. Mà hạp sơn đạo nhân trốn ra ngoài lúc trước đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thân hình hàn lập nhoáng một cái đã xuất hiện trước màn sáng, đấm ra ba quyền liên tiếp, đánh ra một cái động trên màn sáng, sau đó tung người bắn vào, qua màn sáng bay ra bên ngoài. Cảnh vật bên ngoài cảnh nguyên quan vẫn yên tĩnh, bóng đêm đang bao phủ toàn bộ, không có bất kỳ một biểu hiện khác thường nào. Hàn Lập nhíu mày, thả thần thức quét xuống phía dưới, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về một ngọn núi cao chọc trời phía xa xa. Một khắc sau, thân hình hắn hóa thành một đạo thanh hồng, nhanh như chớp bay về phía ngọn núi kia. Nhưng đúng lúc này thì xảy ra dị biến, mặt đất xung quanh ngọn núi cao kia đột nhiên chấn động, hơn người cột sáng màu vàng thô to từ dưới đất bắn lên kích thước mỗi cột đều to đến 4 năm trượng, cao đến tận mây. Bên trên cột sáng màu vàng tràn ngập linh văn, tỏa ra chấn động linh lực cuồn cuộn. Cột sáng đột nhiên phát ánh sáng ngời, tỏa ra màng sáng màu vàng dày đặc, cùng lúc đó, tạo thành một màn ánh sáng màu vàng dày đặc, từ xa nhìn lại, giống như một đám mây màu vàng đậm đặc cực lớn, bao phủ toàn bộ ngọn núi cao trọc trời ở phía dưới. Trong đại điện bên trên ngọn núi, có một tòa ngọc đài cao 3 tầng, toàn bộ đều dùng một loại tinh thạch màu vàng chế tạo thành. Ngọc đài có hình dáng nhỏ dần từ dưới lên trên, tầng dưới cùng có phạm vi vài chục trượng, tầng cao nhất chỉ rộng khoảng 2 ba trượng, phía trên có khắc đầy những phù văn màu vàng. Xung quanh ngọc đài, mấy trụ ngọc màu vàng đứng sừng sững, bên trên cũng khắc vô số phù văn chằng chịt. Hạp Sơn đạo nhân đột nhiên xuất hiện ở đây, khoanh chân ngồi trên tầng ngọc đài thứ ba, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn hiện rõ một tia kinh hoàng, bán đứng tâm tình thực sự của lão. Miệng lão lẩm bẩm, hai bàn tay mười ngón biến hóa liên tục, lập tức bắn ra từng đạo pháp quyết. Mấy chục cây ngọc trụ xung quanh ngọc đài không ngừng lóe lên ánh sáng màu vàng, phối hợp cùng đại chân bên ngoài một cách nhịp nhàng. Lúc này, bảy tám tu sĩ hợp thể kỳ của cảnh nguyên quan cũng đang khoang chân ngồi ở tầng 2 của ngọc đài, trong miệng cũng đang lẩm bẩm rót pháp lực từ cơ thể vào bên trong ngọc đài. Phía nên ngoài ngọn núi cao chọc trời, có một đạo thanh hồng đang phá không bay tới, nó lóe lên một cái, dừng lại ở bên ngoài đại trận, sau đó thì thân ảnh hàn lập hiện ra hắn nhìn lướt qua màn hào quang màu vàng bao phủ toàn bộ ngọn núi trước mặt, mắt hơi nheo lại, hít sâu một hơi, sau đó âm thanh đùng đùng từ trong thân thể truyền ra, thân hình nhanh chóng biến lớn, bên ngoài thân thể hiện ra từng đám lông mau như khỉ màu vàng, nháy mắt đã biến thân thành hình thái sơn nhạc cử viên cao vài chục trường. chương 69, Ngân Nguyệt Chi Biến, hai tay kim mau cử viên đấm mạnh vào lồng ngực, bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng cuồng bạo. Hoàng Vân Đại Trận ở sát bên cạnh cũng bị làm cho chấn động kịch liệt. Bên trong kinh thiên phong, Hạp Sơn Đạo Nhân và đám người cảnh nguyên quan đang theo dõi qua Hoàng Vân Quang Mạc, nhìn thấy cự viên đáng sợ kinh khủng như thế thì tất cả đều cảm thấy kinh sợ. Chán Hạp Sơn Đạo Nhân dường nhu toát ra một ít mồ hôi, hai tay lão liên tục điểm vào các ngọc trụ xung quanh, trong miệng cuống cuồng tụng niệm chú ngữ. Màn sáng màu vàng trên các cột ngọc ngày càng sáng lên, mà lớp ánh sáng vàng bao phủ bên ngoài ngọn núi cũng dày thêm một tầng, càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Kim Mao cự viên ngẩng đầu hú dài một tiếng, rồi dùng nắm đấm đầy lông lá đập mạnh xuống phía dưới nắm đấm khổng lồ mang theo ánh sáng màu vàng chói mắt có sức mạnh tựa vạn quân xung trận xẹt qua hư không rồi tạo thành một cái vòi rồng màu vàng mù mịt biên cuồng đánh lên trên lớp hoàng vân quang mạc một tiếng nổ lớn tựa núi lở bỗng nhiên hai vòng sáng màu vàng bốc lên giống như hai mặt trời va chạm vào nhau kịch liệt phát ra ánh sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng vào đó màn ánh sáng bên ngoài bị chấn động kịch liệt nơi bị đánh trúng lõm xuống thành một số hố sâu âm thanh của tiếng xé rách truyền ra không dứt xung quanh xuất hiện những vết nứt như mạng nhện lại còn đang nhanh chóng lan ra khu vực lân cận ở trên kinh thiên phong ngọc đài ba tầng và những cột ngọc xung quanh rung lắc không ngừng màn ánh sáng quanh ngọc đài cũng rung động kịch liệt thậm chí trên cầu thang ngọc đài còn xuất hiện một vài vết nứt nhỏ mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ cảm thấy bên trong đan điền cũng đang chấn động kịch liệt cùng với ngọc đài đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt không thể giữ được bình tĩnh nữa Thiên Khôi Hậu thổ trận này đã bảo vệ Kinh Thiên Phong không biết bao nhiêu năm nay, mấy tên trận pháp tông sư ở trong tông được sự chỉ bảo của Tịnh Minh lão tổ, đã phải mất cả trăm năm với bố trí xong trận pháp này, thế mà vừa rồi suýt chút nữa bị người ta dùng một quyền phá tan. Thân hình Hạc Sơn đạo nhân chấn động, khuôn mặt hơi nhăn nhó, quát: "Tất cả ổn định lại cho ta." Trong mắt lão thoáng một chút hoảng hốt, rồi cắn răng, há miệng phun mạnh ra một ngụm máu, hóa thành một đoàn huyết vân dung nhập vào trong ngọc trụ ở bên cạnh đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn truyền vào trong ngọc đài. Mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ ở xung quanh nhìn thế vậy, cũng đồng thời thi pháp theo. Mười cột sáng cực lớn ở trong đại trận đột nhiên phát sáng rực rỡ, hiện ra những hình hỏa tiết hình mây vàng, những vết nứt do bị kim mau cử viên đánh thì nhanh chóng khôi phục như cũ. Kim mau cử viên phát ra một tiếng hừ lạnh lùng, một cách tay khác cũng phát ra kim quang sáng ngời, rồi điên cuồng đập xuống. Ầm ầm, nắm đấm màu vàng khổng lồ lại đánh chúng vào vị trí lúc trước, tạo thành từng làn sóng khí màu vàng nổi lên và lan ra bốn phía, dường như có thể nuốt chửng tất cả vào trong. Đại trận chấn động kịch liệt, đám mây vàng bên ngoài cuồn cuộn dâng lên từng cột khí màu vàng, rồi bắn loạn xả ra xung quanh. Màn sáng bên trên trận pháp đột nhiên bị lõm sâu vào gấp đôi lúc trước, những vết dạn nứt lại tiếp tục lan ra xung quanh, hơn nữa vết nứt mỗi lúc một sâu hơn. Phanh một tiếng, rốt cuộc thì toàn bộ trận pháp khổng lồ cũng hoàn toàn sụp đổ bên trên kinh thiên phong bị rung lắc kịch liệt, cái ngọc đài ba tầng phát ra những âm thanh răng rắc, sau đó hiện ra một khe nứt rất lớn, sau đó ngọc đài đã bị chia thành hai nửa. Mặt đất phía dưới ngọc đài cũng vỡ vụn, xuất hiện khoảng 78 khe nứt lớn. Lúc này, thân thể đám tu sĩ hợp thể kỳ run rẩy, sau đó lập tức gục ngã xuống ngọc đài, miệng phun máu tươi, khí tức trên người suy sụp nhanh chóng. Sắc mặt Hạp Sơn đạo nhân cũng trắng bệch, lão đột nhiên đứng dậy. Trong lúc lão đang định hành động tiếp, thì nghe thấy một tiếng nổ vang rất lớn, tòa trận pháp cấm chế được gắn trên nóc đại điện xuất hiện vô số vết rạn dạ nứt, rồi ầm ầm sụp đổ, vỡ ra thành từng mảng. Một nắm đấm to bằng cái phòng nhỏ từ trên trời giáng xuống, nhằm thẳng vào đầu Hạp Sơn đạo nhân. Tiếng rung lắc ông ông vang lên, Hạp Sơn đạo nhân lật một tay lấy ra một cây phất trần màu bạc, sau đó vung lên bắn ra vô số sợi tơ màu bạc. Tay kia của lão bấm quyết, những sợi tơ bạc đang bay đầy trời lập tức tụ lại một chỗ, hóa thành một ảo ảnh hình kỳ lân màu bạc, rồi va chạm với bóng quyền màu vàng. Toàn bộ đại điện triệt để bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ, những tên tu sĩ hợp thể kỳ kia cũng bị cuồng phong cuốn phăng bay ra ngoài, may mắn là bọn hắn đều phản ứng lại rất nhanh, tế xuất ra các loại pháp bảo để bảo vệ toàn thân, nên không bị thương quá nặng. Một bóng người to lớn bị cuồng phong thổi bay ngược ra ngoài, chính là Hạp Sơn đạo nhân, trên tay cầm cây phất trần chỉ còn một nửa, sâu trong đáy mắt còn hiện rõ sự sợ hãi, vội vàng hô lên. "Hàn đạo hữu chậm đã!" hạp sơn đạo nhân còn chưa nói xong kim ảnh đã lóe lên thân hình khổng lồ của kim mao cự viên liền một hồi quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn bàn tay màu vàng trông như một căn nhà khổng lồ cự trưởng cứ như vậy mà vỗ xuống cự trưởng lúc nhanh lúc chậm tản mát ra một cỗ man lực tựa như có thể nghiền nát trọn vẹn cái hư không này tiếng phát nổ bùng bùng vang lên hạp sơn đạo nhân thần tình hoảng hốt miệng liền há ra phun ra một đoàn bạch quang hiện ra trước mắt là một tấm hắc sắc cổ nghiên mực mặt ngoài nghiên mực này ẩn ẩn oánh quang lưu động nhìn qua thì thấy chính là một kiện bảo vật kiên cố, phẩm giai tự nhiên không thấp. Cổ nghiên mực quay tít một vòng, rồi lớn lên, từ bên trong xuất hiện vô số phù văn hiển hiện mà lên, đồng thời một cột sáng màu đen vừa thô vừa to từ bên trong lao ra, tiến lên chống đỡ lại cự trường. Hắn thừa cơ bắn ngược thân hình trở lại, hướng phía phương xa mà chạy trốn, đồng thời trong tay bạch quang lóe lên một cái liền theo đó mà hiện lên một thanh bạch ngọc như ý. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, năm ngón tay của sơn nhạc cử viên hướng phía trước mà chảo qua, Lòng bàn tay hiện ra từng đạo linh văn màu vàng. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng so với lúc trước cường đại còn hơn gấp 2, gấp 3 lần đột nhiên theo cự trưởng bộc phát ra, đơn giản đem cái cột sáng màu đen kia mà bóp nát, sau đó một tay bắt lấy cổ nghiên mực màu đen, liền dùng sức nắm chặt. Rắc một tiếng đổ vỡ của cổ nghiên mực vang lên. Sau đó, thân thể này lại một hồi mơ hồ và một lần nữa quỷ dị xuất hiện phía sau lưng Hạp Sơn đạo nhân đang ở cách đó không xa, một mao thủ màu vàng nhanh như tia chớp xuất hiện mặt ngoài bỗng nhiên sáng rực linh văn màu vàng, lúc này một cỗ sóng khí màu vàng từ cú đấm phát ra đánh về phía trước. Hạp sơn đạo nhân bỗng nhiên xoay người lại, cánh tay hung hăng vung lên. Bạch quang lóe lên, bạch ngọc như ý đã lão hắn ném đi, mặt ngoài xuất hiện ba màu hào quang, đỏ, vàng, xanh thay phiên nhau lưu truyền, một cỗ tam sắc linh diễm hỗn tạp phóng lên trời, hướng chính giữa mà ngưng tụ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một đầu tam sắc phượng hoàng với kích thước hơn 10 trường, hung hăng đỡ một quyền đánh tới của cử viên. Ánh sáng ba màu rực rỡ co rụt lại theo trên thân hỏa phượng bộc phát mà ra, chiếu sáng hơn phân nửa màn trời và trong giờ khắc này, mọi thứ xung quanh đều ảm đạm phai mờ. Oanh long long, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa theo hướng không trung truyền đến, trong khoảnh khắc vang dội toàn bộ khu vực cảnh nguyên quan, khiến cho vô số nội đệ tử sợ hãi mà nhao nhao bay ra ngoài, một hồi rối loạn, tất cả với thần sắc khác nhau mà hướng phía phương hướng xa xa là kinh thiên phong mà trông lại. Giờ khắc này, khắp bầu trời đã chia làm hai khu vực một bên kim sắc quang mang, bên kia mang màu đỏ, vàng, xanh tam sắc hào quang tiếp tục tác động lẫn nhau và phát ra từng tiếng nổ mạnh như sấm rền. Trong vòng ngàn dặm, mặt đất kinh thiên phong đều kịch liệt chấn động, từng đạo lốc xoáy cửu tiêu trống rỗng mà xuất hiện, hướng phía chung quanh mà khuếch tán. Phụ cận kinh thiên phong cây cối đều bị nhổ, một ít cự thạch cũng bị cuồng phong cuốn đi, mặt đất tựa hồ như đã bị chóc đi một mảng, khuấy vỡ nát. Hai cỗ lực lượng đáng sợ giao phong, rằng co trong mấy nhịp thở, kim sắc quang mang liền nhanh chóng áp đảo tam sắc linh quang và dễ dàng nhanh chóng bị xoắn nát tam sắc hỏa phượng liền phát ra một tiếng gào thét thân hình thình lình bị kim quang nghiền ép triệt để tán loạn thân thể hạp sơn đạo nhân tại sóng khí kinh người này mà bay ngược trở ra trong tay cầm một khối thúy lục như ý bịch một tiếng liền bạo liệt hắn bay thẳng ra xa vài dặm đập mạnh vào một ngọn núi sau đó rớt xuống cùng đám đá vụn bay đầy trời oanh thân hình cực lớn của sơn nhà cử viên từ trên trời giáng xuống tại phía trước cách không xa hạp sơn đạo nhân mà rơi xuống, mặt đất kịch liệt lắc lư, đá vụn bắn ra, trên mặt đất liền xuất hiện hai hố bằng bàn chân to lớn. Cự viên cúi thấp xuống, đồng tử màu vàng băng lãnh nhìn lên thân ảnh to lớn trên mặt đất. Hàn đạo hiểu, không, hàn tiền bối, kính xin nghe tại hạ giải thích, sự tình cũng không phải là những gì ngươi suy nghĩ đâu. Hạp sơn đạo nhân sợ tới mức hồn bay lên trời, gặp lúc cự viên chưa có hạ sát thủ liền vội vàng mở miệng nói trong lòng hắn hối hận không thôi sớm đã biết như thế hắn nên theo hướng bên trong động thiên mà đi lập tức thoát ly khỏi cảnh nguyên quan như vậy có lẽ hắn còn có một tia sinh cơ nhưng vào thời khắc này đột nhiên phát sinh dị biến liên tục mấy tiếng nổ ù ù từ đằng xa không trung chuyển đến rõ ràng là từ phía tụ tinh đài kim mao cử viên lông mày nhíu lại quay đầu nhìn sang hạp sơn đạo nhân trong lòng giật mình một cái cũng hướng phía tụ tinh đài mà nhìn lại chỉ thấy phụ cận tụ tinh đài tám ngọn núi ù ù lắc lư đỉnh núi trực tiếp bạo liệt mà sụp đổ phía trên dâng lên tám đạo cột sáng lóe lên rồi biến mất màn sáng trận pháp bao quanh liền lóe lên một cái sau đó thình lình tan vỡ ra bất quá trên không vầng ngân nguyệt to lớn kia lại không có biến mất ngược lại còn muốn trói mắt hơn so với ánh mặt trời cũng đột nhiên chấn động từng cỗ từng cỗ một sóng khí vô hình hướng bốn phương tám hướng phía dưới quét sạch phạm vi hư không khoảng mấy trăm dặm một lần nữa kích động cây cối vỡ vụn sơn phong liền sụp đổ sau đó mặt ngoài ngân nguyệt tán phát quang mang rồi hướng phía dưới mà hội tụ, cũng liền mãnh liệt chuyển một cái, hóa thành một cái vòng xoáy to lớn. Khu vực chung quanh lúc thì đỏ thấm, khi thì lại biến thành màu xanh lam, tất cả quang mang đủ màu sắc liền thay phiên nhau xuất hiện, thậm chí nhiều loại hào quang lập lòe đan xen vào, hư không liền chấn động kịch liệt. Đệ tử chung quanh từng đám, từng đám một trận mắt há hốc mồm im hơi lặng tiếng khi chứng kiến dị tượng này. Kim Mao cử viên nhìn qua vòng xoáy khổng lồ trong không trung, trong mắt lam mang liền lập lè, chợt phất tay một chảo, phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ. Tha mạng, hạt sơn đạo nhân quát to một tiếng giấy ruộng đứng lên, bất quá vẫn là không có lực để mà phản kháng rồi, liền bị cử viên đơn giản hút vào trong bàn tay, một thanh nắm chặt. Cự viên há miệng phun ra, ngân sắc hỏa điểu hiện lên phía trước, đúng là tinh viêm hỏa điểu, lóe lên hóa thành một đầu dây thường bằng lửa màu bạc nhanh như tia chớp đã đem hạt sơn đạo nhân thân thể quấn quanh vài vòng. Sau đó vung tay lên, Hạp Sơn Đạo Nhân liền bị ném đi và ngay lập tức xoay người lại một lần nữa mà nhìn về phía vòng xoáy không gian giữa không chung, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Hạp Sơn Đạo Nhân trùng trùng rơi xuống đất, chợt cảm thấy mắt liền nổi đom đóm. Hắn cảm thụ được dây thừng màu bạc này bên trong ẩn chứa lực lượng hỏa diễm đáng sợ, trong lòng không khỏi dùng mình, nhưng cũng chỉ được ngoan ngoãn nằm ở một bên, không dám nhúc nhích chút nào, bớt chọc giận đối phương. chương 70, thiên ngoại phi đậu, trên bầu trời, Vòng xoáy quanh bề mặt của ngân nguyệt đã lớn hơn gấp đôi. Tại chỗ sâu nhất của vòng xoáy, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng tinh bích mờ mờ, đằng sau là một màn trắng xóa, phảng phất như đến từ thế giới khác. Trong lúc đó, hào quang của tầng tinh bích lóe lên, giống như bị đụng vào một vật thể từ phía bên kia. Ầm ầm, ngân nguyệt to lớn khẽ run lên, vòng xoáy ở mặt ngoài tầng tinh bích nứt ra một khe hở. Vèo một tiếng, một cột sáng vàng chói mắt từ trong bắn ra, vô cùng nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Tầng tinh bích trong nháy mắt khép lại như lúc đầu, theo vòng xoáy đột nhiên thu nhỏ lại rồi biến mất. Đó là, làm quang trong hai mắt của kim mau cử viên do hàn lập biến thành lóe lên, lập tức nhìn thấu mọi vật trong màn sáng vàng rất rõ ràng. Đó là một hạt đậu vàng ống. Giống hệt hạt đậu vàng trong hồ lô mà đoàn nhất ly phóng ra trước đây nhưng lại lớn hơn rất nhiều, mặt ngoài còn có vô số phù văn huyền ảo. Hạt đậu lớn này đột nhiên dừng lại trên không trung, quay tít một vòng tuôn ra vô số phù văn màu vàng lượn lờ xung quanh hào quang của nó phủ khắp phạm vi lên đến 10 trượng thành một màn sáng vàng lập lòe, vặn vẹo, nhìn như một hồ nước vàng lơ lửng giữa trời. Ngay sau đó vang lên một tiếng két, hạt đậu giống như nảy mầm với tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, từ lúc mọc dễ phát triển đến lúc thành hình. Một trượng, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Chỉ trong một hơi thở, hạt đậu vàng ban đầu như hột đào đã biến thành một một tên hoàng cân cự nhân cao hơn trăm trượng, tỏa ra ánh sáng vàng tản mát trong phạm vi mấy trượng quanh thân cự nhân này không khác là bao so với hoàng cân lực sĩ. Nửa trên trần trụi, eo quấn khăn vàng, tay không tất sắt. Cơ bắp nơi tay và đùi nổi lên cuồn cuộn, trông như được đúc từ tinh cương, tạo cho người ta một cảm giác bị chân áp. Sau một lát, mặt ngoài ngân nguyệt lại run lên lần nữa bắt đầu tuôn ra vô số điểm vàng rậm rạp, trăng chịt, thình lình chính là những hạt đậu màu vàng tưởng như bị thất lạc ở động thiên pháp bảo vung vãi rơi xuống như mưa. Một màn quỷ dị xuất hiện. Những hạt đậu vàng này vừa chạm vào ánh sáng vàng quanh cơ thể hoàng cân cự nhân lập tức như bị một lực hút nào đó kéo về phía cơ thể nó. Mỗi một hạt đậu rơi vào bên ngoài thân cự nhân, liền im hơi lặng tiếng nhập vào khiến thân thể cự nhân một lần nữa cao lên. Thân thể to lớn kia hấp thụ hàng nghìn hạt đậu vàng càng trở nên to lớn, tăng vọt cao tới chừng ngàn trượng, sừng sững giữa trời đất, khiến cho các ngọn núi nguy nga ở xung quanh giường như bé lại. Một cỗ khí tức khổng lồ từ trên cơ thể tên cự nhân liền tỏa ra bốn phương tám hướng. Ôi, điều này đây là thứ gì vậy thứ này cũng thật to lớn quá mức đã đến thì không có ý tốt ta vừa thấy thái thượng đại trưởng lão sắp bị kim mao cử viên đánh bại tại sao đột nhiên lại xuất hiện tên này bây giờ nói những điều này làm gì quan trọng hơn là tranh thủ thời gian chạy thoát chết đi đệ tử cảnh nguyên quan trong phạm vi nhìn dặm nhìn thấy cảnh này bị dọa đến hồn phi phách tán nhiều kẻ bất chấp mọi thứ nhao nhao phóng suốt độn quang bỏ chạy toán loạn tuy nhiên cũng có không ít tên to gan cho rằng từ xa nhìn cũng không có nguy hiểm gì nên ở lại. Trong số này, phần lớn là đám tu sĩ cấp luyện hư kỳ, thậm chí cả hợp thể kỳ nhưng thần sắc mỗi tên một khác. Lúc này, giữa không trung, ánh sáng bạc của ngân nguyệt to lớn chấp liên tục, nhanh chóng thu nhỏ lại, không lâu sau bé như một cái khay bạc, còn hơn 10 trường. Sau đó, ngân nguyệt nhỏ bé như một tờ giấy dán trên đồ quyển màu bạc bị xé, nhẹ nhàng rơi xuống rồi hừng hực bốc cháy xung quanh lúc đầu bị ánh hào quang của các vị tinh tú bao phủ nay lại thấy ánh sáng mặt trời không ngừng chấp động. Kim Mao cử viên không để ý đến sự biến hóa của ngân nguyệt to lớn mà từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tên hoàng cân cự nhân đứng ở giữa không trung. Mắt hắn đã không còn chấp sáng lập lè nữa. Nếu như hắn đoán không lầm, tên hoàng cân cự nhân do hạt đậu vàng hóa thành kia rất có khả năng đến từ tiên giới, thậm chí còn có chút quan hệ với ba vị chân tiên lão tổ của thiên quỷ tông. Điều này cũng có chút ý vị sâu xa hàn lập suy nghĩ trong đầu bỗng có chút kích động nội tâm cuộn lên như sóng biển nhưng vào lúc này vẻ mặt hoàng cân cự nhân thoáng động mơ hồ hiện ra hư ảnh mặt người có sắc mặt vàng như nến dùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía kim mao cự viên thân hình cực lớn lập tức như thiên thạch lao thẳng tới lóe lên đã đến trước người cự viên tay phải mãnh liệt vừa nhất đã xuất ra nắm đấm to lớn màu vàng đánh đến một đạo sóng khí màu vàng như cơn sóng lớn hướng bốn phía khuếch tán những nơi sóng khí đi qua cỏ cây Núi đồi xung quanh đều như bọt biển tan vỡ. Kim Mao cử viên hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng tăng vọt đến trăm trượng, ánh sáng bạc sáng rực hai tay, vô số linh văn màu bạc hiện ra, hội tụ thành từng tầng văn trận màu bạc che kín toàn bộ cánh tay, một cỗ man lực đáng sợ đột nhiên phát ra. Theo tiếng hét, một quyền đánh ra kèm theo một đạo vòi rồng màu bạc mờ mịt. Hai nắm đấm, một vàng một bạc với kích thước vô cùng chênh lệch ầm ầm va chạm. Một tiếng nổ kinh thiên, hai màu hào quang bỗng nhiên sáng rực sau đó bạo liệt khiến Lư không xung quanh một hồi vặn vẹo, lắc lư, phát ra âm thanh ông, ông rung động. Thân thể kim mau cử viên bị chấn động mạnh, ánh sáng bạc trên tay ầm ẩm, ẩm vỡ vụn. Thân thể lớn trăm trượng bị hất ngược ra sau, sau mấy tiếng rầm rầm, ba bốn ngọn núi nhỏ cả đường đã bị phá nát. Chỉ đến khi đâm vào sườn của một ngọn núi khổng lồ cao hơn nghìn trượng, thân thể cử viên mới miễn cưỡng dừng lại được. Ngọn núi khổng lồ run rẩy kịch liệt, vô số đá vụn rơi xuống như mưa tựa như sắp sập. Những đình đài, lầu các, thậm chí cả động phủ, dược viên trên ngọn núi hay trên sườn núi đều bị cỗ cự lực kia biến thành một đống đổ nát. Trong tích tắc, từ vết lõm trong vách núi, kim mau cử viên bay ra, dùng hết bụi đất trên người. Tuy toàn thân không có vết thương nào nhưng trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Tuy rằng, pháp lực trên cơ thể hắn vẫn còn nông cạn, chưa cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của sơn nhạc cự viên nhưng sức mạnh của hoàng cân cự nhân trước mắt quả thật cực kỳ đáng sợ, ngay cả hắn cũng có cảm giác không thể địch nổi. Oanh một tiếng, phía xa hơn 10 dặm, hoàng cân cự nhân sau khi bị đẩy lùi cũng đã dừng lại, hai chân vừa hạ xuống khiến mặt đất chấn động nổ vang một tiếng. Sau đó, đầu gối tên này trùng xuống, thân thể hơi khom về sau. Một tiếng oanh, hư không phát ra một tiếng nổ mạnh, từng vòng gợn sóng mắt thường có thể nhìn thấy được khuếch tán ra. Hoàng cân cự nhân như một đạo lưu tinh lao thẳng tới kim mau cự viên, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu, hai bàn tay khổng lồ màu vàng bất ngờ trào xuống. Hàn Lập biến thành cự viên tuy có chút kinh ngạc với tốc độ mau lẹ của đối phương nhưng không hề tỏ ra bối rối. Một màn sáng xanh đột nhiên từ trên thân hiện ra, thân hình lộn một vòng hóa thành một con chim màu xanh, lớn tầm 40, 50 trượng. Đầu phượng, đuôi dài màu xanh, đúng là biến thân thanh loan. Hai cánh thanh loan giang rộng, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, làm cho hoàng cân cự nhân chụp vào hư không. Một hồi ầm 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 vang vọng đất trời truyền đến, do cự nhân thu thế không kịp, hai bàn tay khổng lồ màu vàng chụp chúng vào đỉnh núi cao ngàn trượng sau lưng vị trí cự viên trước đây, mãnh mẽ, mẽ đem đỉnh ngọn núi khổng lồ bóp vỡ. Đất đá từ mấy trăm trượng trên đỉnh núi bị đập vỡ rơi xuống đem hai ngọn núi khác phía sau nghiền nát, lại một lần nữa khiến mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm một hồi rung chuyển. Vèo một tiếng, sau lưng cự nhân, hư ảnh màu xanh lóe lên, thân hình thanh loan xuất hiện, hai cái móng vuốt cực lớn sắc bén, có lớp lớp ánh sáng màu xanh quấn quanh, hung hăng chộp vào sống lưng cự nhân xoẹt trên lưng hoàng cân cự nhân tức bị hiện ra vài vết thương rất dài nhưng không sâu đối với thế thân thể khổng lồ như thế xem như không tính đến cự nhân tưởng chậm mà rất nhanh đã vung ngược tay lại một cỗ man lực cuồng bạo khí thế bạt núi lấp biển quét ra hư không phát ra tiếng nổ vang liên hồi hai cánh thanh loan khẽ động thân hình hóa thành một đoàn thanh ảnh một lần nữa biến mất sau một khắc xuất hiện ngay phía trước cự nhân một cánh hung hăng đánh ra mấy trăm sợi lông chim thình lình bắn ra quay tít một vòng Hóa thành mấy đạo phong nhận màu xanh lớn vài chục trượt, ở phía rìa mỗi một đạo phong nhận đều lóe ra sắc nhọn, vô cùng nhanh chóng chém lên thân thể to lớn. Xoẹt, ngực, bụng bị chém ra thành mấy vết thương khiến Hoàng Cân cự nhân vô cùng giận dữ. Gã lập tức nhanh chóng xoay đầu lại, cánh tay hướng phía trước mua tít, bất quá lại chỉ đập chúng tàn ảnh Thanh Loan, tạo ra từng trận sóng khí vô hình. Hào quang trong mắt Thanh Loan lập loè, thân hình lập tức huyễn hóa làm từng đạo tàn ảnh mơ hồ, vần quanh cự nhân ở bên trong, tìm cơ hội tiêu diệt hoàng cân cự nhân có sức mạnh quả thực không thể tưởng tượng nhưng may mắn là khả năng phòng ngự lại không xuất chúng khi thanh loan công kích vẫn có thể bị thương tuy rằng thương thế nhìn như rất nhỏ nhưng góp gió thành bão nhìn chung đã có thể uy hiếp được đối phương vào thời khắc này trên ngực hoàng cân cự nhân chợt lóe lên từng tia sáng màu vàng hiện ra nhanh chóng lan khắp toàn thân khi tia sáng màu vàng đi qua vết thương sau lưng cùng trước ngực nhanh chóng khép lại qua mấy hơi thở liền biến mất không thấy gì nữa thanh loan thấy cảnh này lập tức ngẩn ngơ, lập tức, mắt chim hơi hít lại, phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, tốc độ tăng tới cực hạn, vây quanh hoàng cân cự nhân cao thấp bay múa, thỉnh thoảng phát ra từng đạo công kích phong thuộc tính lặng lệ, vô cùng ác liệt. Tuy rằng, sức mạnh của hoàng cân cự nhân vô cùng lớn nhưng mà tốc độ thì còn xa mới theo không kịp được tốc độ được truyền tụng của Thanh Loan. Hai tay gã vùng vẩy điên cuồng, nhưng cũng không thể sờ tới hư ảnh của đối phương, tuy nhiên lại khiến cho trong phương viên trăm dặm những ngọn núi cao hơn trăm trượng đều bị một một cước đạp cho vỡ nát, còn những ngọn núi cao hơn một chút thì lại bị một quyền đấm cho sụp đổ. Một đạo thanh ảnh bay quanh thân thể hoàng cân cự nhân, rất nhanh đánh cho cự nhân thương tích đầy mình. Bất quá, khi ngực cự nhân hiện ra màn sáng vàng mỏng, bất kể vết thương dạng gì trong mấy hơi thở đều có thể khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, động tác của hoàng cân cự nhân từ từ trở nên linh mẫn, dường như đã nắm giữ được quý tích thân pháp nhanh chóng của Thanh Loan, dần dần có thể đuổi theo được tốc độ quỷ mị của Thanh Loan. Hai người không ngừng di chuyển chiến trường, bên trong cảnh nguyên quan từng tòa núi vỡ nát vô số kiến trúc sụp đổ ầm ầm trong lúc nhất thời bên trong cảnh nguyên quan tiếng nổ liên tiếp vang lên bốn phía bụi mù làm cho những tên tu sĩ cấp cao thấy vậy dù có can đảm đến mấy cũng không dám liều lĩnh ở lại mà hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn hết hạp sơn đạo nhân nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn tông môn to lớn như vậy trong nháy mắt dần trở nên tan nát trong lòng không khỏi có cảm giác vô cùng đau đớn cứ theo đàn này cơ nghiệp trăm vạn năm dựng lên có thể bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong chốc lát nhưng khi ngẩng đầu, nhìn thấy hai con quái vật khổng lồ một lớn một nhỏ trước mắt, y đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng cười khổ trong lòng. chương 71, Niết Bàn Thánh Thể Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một cự trường màu vàng phía dưới lượn lở ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, không chút khách khí vỗ vào thanh ảnh mơ hồ kia. Nhưng thanh ảnh uốn éo một cách quỷ dị, vô cùng nhanh chóng lách sang bên cạnh cự trường. Oanh! Cự trường như núi Thái Sơn nện thẳng xuống đỉnh núi. Sau một tiếng nổ lớn như thiên băng địa liệt, cả ngọn núi sụp đổ hoàn toàn. Sau khi né được cự trưởng, thanh ảnh lóe lên đồng thời vòng lại phía sau cánh tay phải của cự nhân. Ánh sáng màu xanh trên chiếc màu ở đỉnh đầu tỏa sáng rực rỡ. Màn sáng xanh quanh thân thể cự điều tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi trong nháy mắt hội tụ vào đôi móng vuốt sắc bén, mãnh liệt phóng xuống. Tiếng xé gió truyền ra vun vút, hơn 10 đạo chảo ảnh màu xanh tạo thành một tấm lưới lớn chụp vào cánh tay phải của cự nhân. Những nơi chảo ảnh đi qua, hư không đều bị xé rách, tạo thành những vết đen kịt ở khắp nơi. Dù Hoàng Cân Cự Nhân đã ngoảnh đầu nhìn thấy nhưng cánh tay phải vẫn đang trong quá trình thu lại nên gần như không thể né tránh. Âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm liên tiếp nổ ra. Hai màu hào quang xanh vàng ở giữa lưới chảo và cánh tay phải cự nhân đột nhiên bộc phát nhưng chỉ thoáng một cái, chảo mang hơi dừng lại một chút rồi đem màn sáng vàng như tờ giấy mỏng xé rách. Sau một tiếng rẹt rẹt, cánh tay phải của cự nhân bị lưới chảo màu xanh xem như là miếng đậu hũ cắt ngọt. Trong mắt Thanh Loan do Hàn Lập biến thành thoáng chút vui vẻ, nhưng đột nhiên vào lúc này lại xảy ra dị biến. Mặt ngoài nơi cánh tay cự nhân bị cắt đứt hiện ra từng đạo linh văn màu vàng tỏa sáng hào quang, trong nháy mắt nổ ra tạo thành một màn sương mù lớn màu vàng đen ầm ầm khuếch tán hóa thành một đám mây màu vàng đen rộng hơn 10 mẫu cực lớn. Mặc dù khi phát hiện ra chỗ bất thường, Thanh Loan quạt mạnh hai cánh, xoay mình bỏ chạy, nhưng tiếc rằng đám mây thực sự quá lớn nên vẫn bị bao trùm trong đó. Cự điều chỉ cảm thấy không khí xung quanh chật siết chặt, thân hình lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Bên trong bốn phía đều tràn ngập màn sương mù màu vàng đen, rồi thình lình có từng đạo tơ mỏng màu vàng phóng ra, vây khốn thân thể của cự điều. Thanh Loan kêu một tiếng sắc nhọn, muốn vỗ cánh giấy rụa thoát khốn nhưng sợi tơ vàng khẽ run lên, lập tức tuôn ra vô số phù văn màu vàng. Cự điều lập tức cảm giác xung quanh hư không một lần nữa trầm xuống, cơ thể tựa hồ như bị cả một ngọn núi khổng lồ đè xuống, nhúc nhích một chút cũng khó khăn. Nhưng sau một khắc, ngọn lửa màu bạc từ thân chim bộc phát, bao trùm toàn bộ thân thể âm thanh xì xì khẽ vang những cái tơ mỏng màu vàng không ngừng bị thiêu đốt tán loạn ra nhưng từ bốn phương tám hướng vẫn có vô số sợi tơ mỏng màu vàng chen trúc lao tới kết lớp này đến lớp khác không ngừng thay thế lần nữa trói chặt thanh loan bất quá cũng chỉ cần có thế ở bên trong chỗ tơ mỏng đang không ngừng toán loạn cuối cùng thanh loan đã có được một tia cơ hội hành động ngay khi hai mắt chấp động lam mang nghĩ cách tìm đường chạy trốn thì hư không bốn phía đột nhiên ảm đạm đồng thời một cỗ lực lượng vô hình phủ xuống không tốt hàn lập thầm kêu một tiếng ngay sau đó một bàn tay vô cùng to lớn lại quỷ dị xuất hiện gần trong gang tấc đến mức có thể nhìn rõ từng vân tay vừa thô vừa to bao quanh bốn phía cự điều năm ngón tay không trần trừ lập tức nắm lại dưới tình thế cấp bách quanh thân ánh sáng vàng lóe lên trong khoảnh khắc hàn lập biến thành kim mao sơn nhạc cự viên ầm um, năm ngón tay của bàn tay khổng lồ bóp lại chộp lấy cự viên vào trong lòng bàn tay. Kim mau cự viên nhe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy từng đợt man lực vô hình như rời núi lấp biển đang dốc sức liều mạng đè ép đến thân thể hắn. Một tiếng nổ lớn phát ra, may mà thân thể hắn cường hãn, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chèo chống được. Nhưng điều làm trong lòng hắn hoảng sợ chính là ngọn lửa bạc lại không có chút hiệu quả nào đối với cự trường. Lúc này, sương mù màu vàng đen lại cuồn cuộn tuôn ra tràn ngập xung quanh. Cách đó không xa lộ ra thân hình khổng lồ của hoàng cân cự nhân, trên mặt lộ ra mặt người vàng như nến đang nhe răng cười bàn tay trái đang nắm chặt thân thể cử viên chỉ thấy chỗ lồng ngực cự nhân ánh sáng màu vàng trói mắt chấp động vài cái sau đó một màn kinh người xuất hiện màn xương mù màu vàng đen nhao nhao hội tụ chỗ miệng vết thương nơi cánh tay đã bị đứt sau một hồi đan sen cuồn cuộn vào nhau một cánh tay mới tinh được khôi phục như lúc đầu không chút trần chờ, năm ngón tay nắm lại mà vẫn to như một ngọn núi nhỏ hung hăng nện vào đầu cử viên quyền chưa rơi xuống mà bên trong ẩn chứa một cỗ man lực đáng sợ, khiến hư không phụ cận trong phạm vi gần trăm trượng nổ vang một tiếng rồi trở nên méo mó. Hàn lập biến thành cử viên thấy vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Mặc dù bản thân hắn có thể chống lại được sức mạnh to lớn nhưng bị một cử quyền như vậy trực tiếp nện vào đầu, dù không chết thì cũng bị trọng thương. Chỉ có thể như thế, Hàn lập thì thào tự nói, trong lòng thúc giục pháp quyết, trên thân bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu tím. Một tiếng phanh, Quyền phải của Hoàng Cân Cự Nhân đánh xuống, nhưng sau một khắc, trên mặt gã lại hiện lên một tia kinh ngạc. Quyền phải không như dự đoán là đập vỡ đầu cử viên mà ngược lại trên mu bàn tay xoẹt một tiếng bị một đạo hồng quang màu tím trực tiếp xuyên thủng. Trong khi đó năm ngón tay của bàn tay trái thì uốn cong ngược lại như bị bẻ gãy. Tại một chỗ cách đó không xa, hào quang màu tím thu lại, lộ ra một kim sắc cử viên cao chừng 200-300 trường. Cự viên so với lúc trước có điều không giống đó là lúc này trên thân được bao trùm vô số lân phiến màu tím, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng màu xanh, hai bên đầu vai mọc ra hai cái đầu cự viên, còn bên sườn mọc ra bốn cánh tay lông lá màu vàng tím. Hàn lập thình lình thi triển ra thần thông còn dấu kín là niết bàn thánh thể. Hoàng cân cự nhân thấy cự viên sáu tay, sắc mặt trở nên ngưng trọng, thương thế của hai tay trong nháy mắt lắp đầy như lúc đầu. Lúc này, hai nắm tay hắn hiện ra một tầng sáng màu vàng, mấy cái phù văn màu vàng từ bên trong bay vụt ra, quay tít một vòng sau đó lóe lên nhập lại vào bên trong nắm đấm rồi bành trướng lên gấp bội chỉ trong chốc lát. Một cỗ man lực giống như núi lửa vô cùng đáng sợ đang chuẩn bị phóng ra, tuy chưa bộc phát nhưng đã khiến cho hư không phụ cận rung động, lắc lư một hồi. Sau khi cử viên sáu tay thấy cảnh này, liền thét lên một tiếng dài, lùi lại một bước, rồi vụt một cái lao qua mấy trăm trượng phóng đến trước người hoàng cân cự nhân, hai quyền vù vù đánh ra, trên nắm tay tỏa ra hào quang màu vàng tím hoàng cân cự nhân thấy vậy không chút do dự vung quyền nghinh đón ầm ầm bốn nắm đấm chạm vào nhau ầm ầm phát ra một tiếng nổ kinh thiên hư không phụ cận rung động không gian mênh mông xung quanh lập tức nhộn nhạo lúc này đây thân hình cự viên sáu tay lù lù bất động ngược lại thân thể hoàng cân cự nhân bị chấn động mạnh bắn ra ngoài không chỉ có thế mặt ngoài của hai nắm đấm hiện ra một mảng huyết nhục mơ hồ hai cánh tay bị uốn cong trông rất quỷ dị đã gãy hoàn toàn trong mắt cự nhân tràn đầy vẻ không thể tin thân thể cực lớn bị bắn ngược ra mấy trăm trượng, mãnh liệt đụng vào phía trên một ngọn núi. Ầm ầm, ngọn núi trực tiếp bị xuyên qua như tờ giấy mỏng rồi đổ sập xuống. Cơ thể Hoàng Cân cự nhân không ngừng lại chút nào, tiếp tục bị bắn về phía sau, liên tiếp đụng sập mấy ngọn núi, rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng ngay lúc này, hào quang vàng tím lóe lên, cự viên sáu tay như hình với bóng đuổi theo. Hoàng Cân cự nhân cả kinh, nhưng cũng không bối rối, ngược liên tục không ngừng tuôn ra mảng lớn màu vàng, nhanh chóng lan đến chỗ đứt gãy của hai tay, cấp tốc chữa trị thương thế, đồng thời chân phải đá ra giống như chuôi cự đao, chém về vào bên hông cự viên. Man lực vô cùng mãnh liệt tuôn trào khiến hư không hiện ra một đạo sóng khí màu trắng vừa thô vừa to. Thân hình cự viên thân sáu tay đột nhiên trùng xuống, lăn như con lật đật trông cực kỳ kỳ quặc, tránh thoát được một cước này của cự nhân. Sau đó thân hình cứ như thế lập tức bắn ra, vô cùng mãnh liệt đâm vào thân thể to lớn của cự nhân. Hai cánh tay vàng tím hung hăng gắt gao ôm lấy thân thể to lớn. Sắc mặt hoàng cân cự nhân cực kỳ kinh hãi, ánh sáng vàng toàn thân rực sáng, hai cánh tay còn chưa chữa trị hoàn tất của gã cố sức dẫy dụa để thoát ra. Hai cánh tay chính giữa của cự viên giống như thép nguội, mò mẫm rồi tóm chặt được hai tay cự nhân. Một tiếng răng rác vang lên, hắn một lần nữa bẻ gãy hai tay cự nhân. Đồng thời, hai cánh tay trên cùng lóe lên hào quang màu vàng tím, hiện lên một tầng sáng bóng màu vàng rồi hung hăng đánh lên ngực cự nhân. Phốc suy, hai cánh tay này bất ngờ xuyên thủng thân thể to lớn, khua khoáng một hồi khiến cho động tác của Hoàng Cân Cự Nhân dừng lại, thần thái trong mắt nhanh chóng trở nên cực kỳ ảm đạm, xu thế khôi phục lại hai tay cũng dừng theo. Trên mặt hắn, hư ảnh mặt người vàng như nến hiện ra vẻ vô cùng tức giận. Một tiếng đùng nổ ra, hư ảnh vỡ vụn rồi biến mất. Hai cánh tay Hàn Lập rung lên, rút khỏi thân thể to lớn của Hoàng Cân Cự Nhân. Trong một bàn tay của hắn lúc này thình lình lại nắm một hạt đậu màu vàng, tản mát ra tia sáng chói mắt. Khi cánh tay Hàn Lập rút ra thì thân thể Hoàng Cân cự nhân run lên, ánh sáng vàng trên thân đều tiêu tán. Hai chân gã theo bản năng lui về phía sau mấy bước, mặt ngoài thân thể to lớn cao ngàn trượng hiện ra vô số vết rạn, sau đó thân thể rất nhanh vỡ vụn rồi biến thành một màn khói mù màu vàng, phiêu tán theo gió. Gần như là cùng một thời gian, khí thế trên thân cự viên sáu tay bộc phát, hào quang vàng tím trên thân lóe lên, rồi biến thành hình người với sắc mặt tái nhợt tột cùng. Hắn tranh thủ thời gian lật tay lấy ra một cây vân hạc thảo, sau khi nhai vào bụng sắc mặt hắn lúc này mới dễ nhìn hơn một chút nhìn làn khói mù màu vàng trước trước mặt dần dần tiêu tán hàn lập thở dài một cái trong mắt hiện lên một tia may mắn tuy rằng hoàng cân cự nhân không có pháp thuật nhưng thân thể cực kỳ cường đại một thân man lực chỉ sợ so với cái gọi là huyền tiên cũng không kém bao nhiêu nếu hắn không thi triển biến thân niết bàn thì căn bản không phải đối thủ của tên đó nhưng thần thông này không chỉ cần đến thân thể cường hãn mà còn tiêu hao pháp lực cực lớn với pháp lực bây giờ của hắn căn bản không đủ để trèo chống. Tuy nhiên, để đại thành tầng thứ 6 của tiểu bắc đầu tinh nguyên công cần phải thu nạp số lượng lớn linh khí thiên địa mới có thể triển khai, ngoài ra công hiệu của ngũ tảng đoán nguyên công lại khôi phục một chút huy năng khiến cho trong lục phủ ngũ tảng của hắn cũng có thể lưu giữ lại một phần pháp lực. Tuy rằng, hành động lần này hao phí tử khí tiên thiên mấy chục lần, rất không có lợi, nhưng khi phát hiện ra tình trạng khác thường của cảnh nguyên quan hắn đã không chút do so dự ăn vào hầu như tất cả vân hạc thảo trên người. Dù vậy, cũng chỉ miễn cưỡng trèo trốn vẹn vẹn đủ một chút thời gian mà thôi, và lại uy năng cũng không thể đạt đến đỉnh phong. May mắn là Hoàng Cân Cự Nhân không kịp phản ứng, nếu như vừa mới gặp hắn biến thân, gã lập tức quay người đào tẩu, chỉ cần kéo dài một chút thời gian thì giờ phút này người vẫn lạc chính là hắn. Dưới tác dụng chuyển hóa liên tục, không ngừng của dược lực trong vân hạc thảo thành pháp lực khiến sắc mặt của Hàn Lập nhanh chóng khôi phục lại, liếc nhìn hạt đậu màu vàng trong tay, hắn khẽ cau mày một chút rồi lật tay thu vào. Chương 72: Thu phục đại thừa. Trong một khuôn viên rộng rãi tại thành Hắc Thủy trên tiên giới. Cốt Diễm Tán Nhân và Tịnh Minh Chân Nhân đang đứng cạnh nhau, không ai nói gì. Khuôn mặt vốn vàng như nến của Cốt Diễm Tán Nhân lộ vẻ khó chịu. Lệ khí trên thân tỏa ra như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Sắc mặt của Tịnh Minh Chân Nhân cũng không khá hơn là bao. Sau một lúc lâu, y mới chậm rãi nói ra, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không chỉ linh anh kiếm phù của ta không làm gì được hắn ngay đến Diêm Huynh. Nói đến đây, y không nhịn được thở dài một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm. Thật không nghĩ tới, Hoàng Cân Đạo Tương có thực lực sắp xỉ huyền tiên của ta lại bị một gã trích tiên đánh bại. Cốt diễm tán nhân vốn đang tiếc hận nghe vậy nghiến răng thốt ra. Lần này, lão không tiếc trả giá phá vỡ không gian, tạm thời mở ra thông đạo gửi xuống một hạt mẫu đậu. Nào ngờ không lâu sau đó lại mất liên hệ với nó, điều này khiến lão tiếc đến hộp máu. Xem ra, nếu không phải tin tức của thập phương lầu có vấn đề thì hàn lập này đã gặp cơ duyên đặc biệt gì đó nên mới có thể khôi phục thực lực vốn có chỉ là nếu như vậy tông môn của ta và đạo hữu ở hạ giới e rằng sẽ gặp phiền toái phải mau chóng nghĩ ra biện pháp mới được tịnh minh chân nhân nghĩ đến gì đó cất giọng trầm ngâm hừ việc này không thể cho qua đơn giản như vậy ánh mắt cốt diễm tán nhân càng thêm âm trầm linh hoàn giới cảnh nguyên quan hạp sơn đạo nhân nhìn thấy hàn lập lạnh lùng bước tới thân thể không khỏi siết lại, thịt mỡ toàn thân đều khẽ run lên. Nếu không vì cấm chế vây khốn, y đã sớm bỏ chạy giống đám đệ tử kia, thậm chí bỏ chạy nhanh hơn. Hàn lập dừng lại, quan sát hạp sơn một chút sau đó nhấc tay chỉ tới mi tâm đối phương. Hàn tiền bối tha mạng, vãn bồi đều chỉ phụng mệnh làm việc, thật sự có chút bất đắc dĩ. Hạp sơn mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng, gấp gáp kêu lên. Người nói bản thân phụng mệnh của ai? Hàn lập nhíu mày, đình chỉ động tác trên tay, cười nhạt rồi hỏi. Mọi chuyện vừa qua đều là phụng mệnh tổ sư trên thượng giới, nếu không vãn bối nào dám làm chuyện đại nghịch như vậy. Hạp Sơn Đạo Nhân không chút nghĩ ngợi, vội vàng đáp. Lão tổ của cảnh nguyên quan các ngươi vì sao lại đưa ra mệnh lệnh như vậy, chẳng lẽ lão quen biết ta? Hàn Lập tiếp tục hỏi, điều này, theo lời tổ sư, vừa có một tổ chức bí ẩn trên tiên giới treo giải thưởng cho người bắt được tiền bối. Phần thưởng phong phú đến mức một tiểu tu sĩ như ta không thể tưởng tượng. Cốt diếm lão tổ của thiên quỷ tông biết được tin này, bèn tới dụ dỗ lão tổ bổn môn, mới dẫn đến cơ sự này. Thật sự oan uổng, Hạp Sơn suy nghĩ một chút, vội vàng đáp, oan uổng, ngươi nói đơn giản quá đấy. Cốt diếm tán nhân nhận được lệnh truy nã, chẳng lẽ tịnh minh chân nhân nhà các ngươi không hay tin chắc. Hàn lập cười lạnh một tiếng sau đó cất giọng châm chọc. Hạp Sơn đạo nhân cứng họng nhưng vẫn cố gắng đối đáp, có lẽ hai lão tổ cùng nhau định ra kế sách, hậu bối như tiểu nhân thật sự không rõ lắm chi tiết trong đó mệnh lệnh của lão tổ vãn bối dù không đồng ý cũng chỉ có thể tuân theo mà thôi hàn lập nghe vậy nhưng vẫn im lặng sau khi suy nghĩ một lát hắn mơ hồ đã có suy đoán hạp sơn đạo nhân thấy họ hàn trầm mặc không nói cho là hắn đang do dự có nên lấy mạng của mình hay không vì vậy càng thêm sợ hãi bèn cắn răng nói tiền bối thần thông cái thế hạp sơn ta từ nay về sau nguyện nhận người làm chủ tất cả tài liệu đan dược đều dâng tặng tiền bối về sau toàn bộ cảnh nguyên quan cũng suy người làm chủ để mặc tiền bối sử dụng nhận ta làm chủ ngươi cũng là kẻ thức thời hàn lập thoáng chút sướng sờ trong lòng không nhịn được cảm thấy buồn cười lấy tính cách của hắn sự tình đã đến nước này hắn vốn không định lưu lại tính mạng cho đối phương nào ngờ còn chưa siêu hồn vị đại thừa kỳ này đã thành thật khai báo hết thảy hơn nữa còn tự nguyện nhận hắn làm chủ kể từ đó giảm đi không ít phiền toái dù sao bản ý của hàn lập cũng không muốn nhắc lên phong ba quá lớn tại linh hoàn giới nho nhỏ này Nói đi cũng phải nói lại, ở linh giới trước kia, hắn từng gặp qua không ít tu sĩ đại thừa nhưng chưa có ai giống với hạp sơn đạo nhân trước mặt. Người này khiến hắn nhớ đến một vị cố nhân trước kia là Tôn Nhị Cầu. Đa tạ đại ân của tiền bối, hạp sơn đạo nhân thấy Hàn Lập không có ý cự tuyệt bèn cất giọng cung kính. Ta không có hứng thú với cảnh nguyên quan các người, cũng lười làm chuyện đập tổ cướp chứng. Ngày sau chỉ cần nghe ta dặn dò, thay ta làm chút sự tình là được. Có điều trước đó, ta muốn thiết hạ một ít cấm chế với ngươi. Hàn lập khoát tay áo nói ra, dứt lời, hắn thẳng một tay, trong miệng tụng niệm chú ngữ gì đó. Năm ngón tay chợt sáng bừng lên, từng đám tinh ti theo đầu ngón tay kéo dài ra, phiêu đáng giữa không chung. Khi Hàn lập dựng tay lên, số tinh ti này lập tức trở nên thẳng tắt dị thường. Hạp Sơn Đạo Nhân nhìn thấy cảnh này, thân thể lập tức run lên, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt nhưng vẫn bày ra tư thế mặc người xử lý. Ánh mắt Hàn Lập có chút hài lòng. Bàn tay mở ra, tinh ti theo đó bắn ra nhằm thẳng về phía mi tâm của đối phương. Khi tinh ti nhập vào cơ thể, hạt sơn đạo nhân chỉ cảm thấy thức hải đau đớn như bị kim châm khiến y không nhịn được kêu lên khe khẽ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thế nhưng từ đầu đến cuối, y không phản kháng chút nào. Đám tinh ti này do thần niệm của ta biến thành, đã gieo vào sâu trong thần hồn của ngươi. Ngày sau nếu ngươi dám có nửa điểm dị tâm, chỉ cần một ý niệm của ta cũng có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Ngươi rõ rồi chứ, Hàn Lập vung tay lên, thu hồi ngân diếm trước người sau đó từ tốn nói ra. Vãn bối hiểu rõ, ngày sau nhất định dốc sức hầu hạ, tuyệt đối không dám hai lòng. Hạp sơn đạo nhân từ dưới đất bò dậy, cúi đầu tỏ vẻ phục tùng. Không cần bày tỏ lòng trung thành nữa, mau nói cho ta biết trận pháp câu thông với tiên giới nằm ở nơi nào. Hàn Lập dứt khoát nói sang chuyện khác, tất cả đều ở phía sau kính thiên phong, vãn bối sẽ dẫn người đi. Hạp sơn đạo nhân trả lời không chút do so dự, giữa bầu trời cao, hai đạo hồng quang bay vút lên một trước một sau bay về phía xa không bao lâu sau cảnh nguyên quan vốn đã khôi phục sự yên tĩnh bỗng chuyển đến hai tiếng ẩm vang trước sau không đến một nén nhang cảnh tượng này khiến không ít đệ tử vừa mới trở lại tông môn lần nữa hồn vía lên mây nhưng ngoại trừ hai tiếng nổ lớn không còn dị tượng gì khác nên họ cũng cảm thấy an tâm dù sao một đêm vừa qua quá nhiều sự tình đã phát sinh hơn một phần ba cảnh nguyên quan đã bị thay đổi hoàn toàn Thái thượng đại trưởng lão không rõ tung tích, còn việc gì không thể xảy ra nữa đây. Sau chừng nửa canh giờ, sâu trong một ngọn núi ở cảnh nguyên quan, hai thân ảnh một béo một gầy từ xa bay tới, trực tiếp tiến vào đại điện. Trung tâm đại điện có một bình đài bạch ngọc, phía trên khắc rõ từng vòng minh văn phức tạp, rõ là một tòa pháp trận. Đây là truyền tống trận đến thiên quỷ tông. Hàn lập quay đầu lại nhìn pháp trận trước mặt rồi hỏi. Vâng, nơi này thông đến tận núi Hắc Phong của thiên quỷ tông dù không thể tiến vào khu vực hạch tâm của họ nhưng cũng đã vào đến Sơn Môn. Hạp Sơn vội đáp, vừa hay, người hãy theo ta một chuyến. Hàn Lập nghe vậy cười nói, vâng, tại tế U Phong thuộc Thiên Quỷ Tông, trong đại điện tĩnh mịch, một nam tử trung niên mặc trường bào gấm màu đỏ ngồi trên ghế chủ tọa. Gã có đôi mắt như hoa đào, gương mặt hòa ái nhưng da trắng như tuyết y như người bị bệnh, nhìn qua có vẻ mềm yếu. Tuy nhiên, giờ phút này, thần sắc trên mặt gã vô cùng khó coi, một tay nắm chặt vào thành ghế, âm thanh khàn khàn nói ra. Ngày hôm qua, người của Ti Hồn Điện phát hiện ra hồn bài của hai vị thái thượng đại trưởng lão một trước một sau vỡ vụn, thông qua bí thuật để liên hệ nhưng cũng không nhận được tín hiệu trả lời. Đối với việc này, các người thấy thế nào? Tuy rằng hai bên trái phải phía dưới đại điện đường là hơn 10 tên tu sĩ hợp thể kỳ đang ngồi nhưng thần sắc đều ngưng trọng, không nói một lời. Trong điện lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, sau một thời gian yên lặng rất lâu, rốt cuộc một đại hán dâu quai nón không nhịn được đứng lên nói, tông chủ, nhất định là hồn bài xảy ra vấn đề. Đồng đại trường lão là đệ nhất tu sĩ linh hoàn giới, thử hỏi trong giới này ai có thể làm người vẫn lạc được chứ? Đúng vậy, nhất định là có lầm lẫn đâu đó. Lập tức có người trong điện đồng ý nói theo, phó trưởng lão, hồn bài này là từ một đám phân hồn cùng một phần tinh huyết của tu sĩ dùng bí thuật luyện chế. Vài vạn năm đến nay đã từng xuất hiện sai sót chưa vậy? Một nữ tử mặc quần lụa mỏng màu đỏ, dung mạo xinh đẹp đứng dậy cau mày hỏi ngược lại đại hán dâu quai nón nghe vậy ngẩn ra há hốc miệng định phản bác nhưng lại không biết nói gì hồn bài chắc chắn không sai nhưng hai người đồng đại trường lão tuyệt đối không có khả năng vẫn lạc dễ dàng như vậy có khi nào hai lão nhân gia đang bị một trận pháp đặc thù vây khốn chặt đứt liên hệ với hồn bài một lão già lưng còng trong đám trưởng lão đưa ra suy đoán tông chủ mặc kệ xảy ra tình huống gì hai vị thái thượng đại trưởng lão tới cảnh nguyên quan đến nay vẫn không có tin tức. Để phòng ngừa tình huống bất thường, chúng ta nên khai mở tất cả các cấm chế phòng ngự trong tông, đồng thời mau chóng liên hệ với lão tổ trên tiên giới. Một nam tử trung niên với chùm dâu quai nón màu tím đứng dậy, nói với nam tử áo đỏ ngồi ở vị trí chủ tọa. Nam tử dừng việc sờ tay lên chán rồi nói, ta cũng đang có ý này, việc mở cấm chế giao cho lưu trưởng lão ngươi đi làm, còn việc liên hệ lão tổ ta sẽ. Lời nói chưa hết, Chợt nghe thấy một tiếng vang lớn ầm ầm, toàn bộ đại điện đều bị chấn động. Xảy ra chuyện gì, mọi người đều cả kinh, đồng thời hơn 10 đạo hồng quang cùng một lúc lao ra bên ngoài đại điện phóng tới quảng trường. Lúc này, trên bầu trời bên ngoài điện hiện lên một màn sáng màu đen bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Đúng là tòa đại trận hộ tông của Thiên Quỷ Tông, màn sáng bao phủ hơn 10 ngọn núi ở dưới, chính là khu vực trung tâm của Thiên Quỷ Tông, hầu như những chỗ quan trọng của tông môn đều ở trên đó. Chỉ thấy lúc này trên màn sáng màu đen ánh sáng âm u di động khắp nơi, phù văn tán loạn, lộ ra tình trạng không còn chút vững chắc nào nữa. Phía bên ngoài màn sáng, một con kim mau cử viên cao tầm hơn 10 trượng đang vung cao tay, chuẩn bị đập xuống màn sàng màu đen đang lung lay sắp đổ. chương 73, Diệt Môn, âm âm hai tiếng nổ mạnh. Khi nắm đấm khổng lồ của kim mau cử viên nện xuống, màn sáng màu đen lập tức nhộn nhạo. Nơi chúng quyền lõm sâu, thậm chí phát ra từng tràng xèo xèo chói tai. Nhiệt xúc ở đâu lại có khí lực khủng khiếp như vậy? Nhiệt xúc này có chút giống chân linh sơn nhà cử viên trong truyền thuyết, chẳng lẽ? Bất kể thế nào, yêu nhiệt dám đến thiên quỷ tông diễu võ dương oai tất phải bắt lại gian đe. Đại hán dâu quai nón họ phó cầm đầu bảy tám tu sĩ hợp thể nhìn thấy kim mau cử viên bên ngoài đại trận, thoạt tiên khẽ giật mình. Sau khi đưa ra suy đoán khác nhau, cả bọn đồng loạt tế xuất pháp bảo, tấn công cử viên. Lư trưởng lão đang muốn tung người bay lên, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia dị sắc, thân hình ngừng lại cũng không vội vàng ra tay giống gã, ngoại trừ tông chủ thiên quỷ tông, còn có lão già lương còng, nữ tử xinh đẹp và đại hán độc nhãn. Bốn người bọn họ chính là những kẻ đã dùng cửu thiên ma diễm đối phó hàn lập tại ma diễm cốc ngày đó. Lúc này, cả bọn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia khiếp sợ. Cùng lúc đó, từ những ngọn núi xung quanh của thiên quỷ tông, vô số độn quang thoáng hiện. Hầu như tất cả đệ tử, trưởng lão đều bay đến đây, nghi hoặc quan sát tình hình. Kim Mao cử viên làm như không thấy đám người đang vào tới, không chỉ không dừng lại, mà còn gầm lên giận dữ. Song quyền chợt hiện kim quang, vung quyền như điên về phía màn sáng màu đen. Âm ầm một hồi nổ mạnh, màn sáng màu đen run rẩy kịch liệt, trở nên méo mó dị dạng, đến khi không thể tiếp tục gánh chịu áp lực, lập tức vỡ thành từng mảnh. Thân hình đồ sộ của cử viên xuyên qua đại trận vỡ nát, rơi xuống đỉnh núi. Cùng lúc đó, nhóm trưởng lão hợp thể tại tế U Phong cũng đã xông ra nghênh chiến xông lên đầu tiên là phó trưởng lão, gã gầm lên giận dữ, huyết phụ đỏ tươi cuồn cuộn quanh người ngưng tụ thành một cự quỷ huyết giáp cao chừng 5 60 trượng. Cự quỷ nắm chặt một thanh khai sơn cự phủ đầm đìa máu tươi, bổ xuống thủ cấp của cự viên. Những nơi cự phủ đi qua hiện ra vô số vòng xoáy huyết sắc, từ đó truyền đến lực hút cực kỳ mạnh mẽ như muốn nuốt chừng tất cả vật thể chung quanh về phía cự phủ. Theo sau cự nhân huyết sắc là mấy kiện pháp bảo quỷ đạo với màu sắc, hình dạng khác nhau. Có thứ mang theo khói đen cuồn cuộn, có thứ nhấc lên huyết hà dậy sóng, che đậy phân nửa bầu trời, khí thế vô cùng hung hãn. Tức khắc, thiên không truyền đến âm thanh rít gào giận dữ. Huyết khí dày đặc giống như vạn quỷ gào khóc, âm hồn đòi mạng, khiến cho nhiệt độ chung quanh cũng bị hạ thấp. Kim Mao cử viên hừ nhẹ một tiếng, thế rơi không giảm, cánh tay giơ cao, tát tới quỷ vụ, huyết hà. Bốp bốp, sóng khí cường đại không cách nào diễn tả tựa như tường cao trăm trượt, dễ dàng đè xuống như trở bàn tay cự nhân huyết giáp do phó trưởng lão biến thành đứng mũi chịu sao. Cự phủ màu máu bị sóng khí cuốn lấy, lập tức vỡ tan. Ngay sau đó, thân thể của gã như bị cự thạch pha phải, lập tức hóa thành huyết quang nổ văng tung tóe. Mây đen, huyết vụ phía sau chưa kịp tiếp xúc sóng khí đã bị man lực vô hình đánh tan hơn nửa. Cốt kiếm, khô lâu, các loại pháp bảo ẩn nấp trong đó đều bị đánh cho vỡ vụn. Không trung không ngừng truyền đến từng tràng gào thét, bổn mạng pháp bảo bị hủy, liên tục có kẻ miệng phun máu tươi, rơi xuống từ giữa không trung. Những kẻ còn lại vì quá kinh hãi, cuống quyết bỏ chạy tứ tán. Sau một khắc, thân hình khổng lồ của kim sắc cử viên rơi thẳng xuống như một khối thiên thạch. Đại địa chấn động, bụi mù bóc lên, phần nửa ngọn núi lập tức sụp đổ. Những kẻ đứng gần nơi đó không ngừng kinh hô, mấy trăm quang ảnh cấp tốc phi độn bốn phương tám hướng. Lúc này, bên trong một mảnh huyết quang hỗn loạn ở giữa không trung, một nguyên anh cao chừng vài tấc đột nhiên lao vút đi dung mạo của nó rất giống trưởng lão họ phó, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, làm bộ bỏ chạy về phía xa xa. Nào ngờ, Nguyên Anh vừa mới miễn cưỡng phát ra hào quang, bên cạnh đã có một thân ảnh đồ sộ lẳng lặng đến gần. Chính là Hạp Sơn Đạo Nhân, Hạp Sơn mặt không đổi sắc vỗ xuống một trường, Nguyên Anh kia chỉ thấy không khí xung quanh, chưa kịp kêu rên một tiếng đã hóa thành ánh sáng đỏ rực ầm ầm tán loạn. Trên tề u phong, Tông chủ thiên quỷ tông chứng kiến một kích liên thủ của bảy tám trưởng lão hợp thể lại bị cự viên một tát phá vỡ, tinh thần đã bị chấn động cực độ, lúc này lại thấy Hạp Sơn đạo nhân đột nhiên xuất hiện, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hạp Sơn tiền bối, ngươi làm gì vậy? Y cố chấn định bản thân, cao giọng chất vấn. Hạp Sơn liếc nhìn kim mau cử viên ở phía xa xa sau đó lắc đầu tiếc rẻ, thạch tông chủ, thực không dám giấu. Hai vị đại trưởng lão của quỷ tông đều đã vẫn lạc trong tay hàn tiền bối. Thiên quỷ tông, hết rồi thanh âm không lớn nhưng rơi vào tai thạch tông chủ cùng trưởng lão hợp thể chung quanh lại sấm sét giữa trời quang, chấn động đến thực độ. Bốn người lư trưởng lão lập tức tỏa ra sầu thảm, vừa rồi bọn họ đã cảm thấy khí tức trên người cử viên có chút quen thuộc, lúc này nghe được hạp sơn đạo nhân nói vậy lập tức khẳng định chân linh hung hãn kia chính là hàn lập, từ đó hiểu ra đối phương không phải nói ngoa. Lư trưởng lão hít sâu một hơi, mấp máy truyền môi cho thạch tông chủ. Thạch Tông Chủ vốn còn có chút không đành cũng phải cắn răng thi lễ với Hạp Sơn Đạo Nhân lơ lửng trên cao. Hạp Sơn tiền bối, nếu như khí số của Thiên Quỷ Tông đã tận, bọn ta cũng không bỏ mạng cùng nó như vậy. Tiểu bối nguyện ý quy hàng, ngày sau nhất định làm thân châu ngựa cho hàn tiền bối. Hắc hắc, chuyện dốc sức đã có cảnh nguyên quan bọn ta là đủ rồi. Thiên Quỷ Tông các người cứ việc đón nhận lửa giận của hàn tiền bối đi. Hạp Sơn Đạo Nhân lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó cười nhẹ nói ra vừa dứt lời, lão liền vung tay áo lên, một thanh cổ kiếm làm bằng gỗ đào hiện ra giữa không trung, kiếm gỗ điên cuồng biến lớn hóa thành một luồng kiếm quang dài hơn 10 trượng. Trên thân kiếm vô số phù văn huyền ảo lượn lờ tỏa ra một tầng kim quang chói mắt. Cự kiếm liền hóa thành một đạo kinh hồng chảm đến đám người bọn Thạch tông chủ. Hư không vang lên từng gồi chấn động liền bị chém ra một cái khe hở cực lớn màu đen kịt. Thạch tông chủ cùng năm người còn lại nhất thời kinh hãi, thân hình cả bọn đồng thời bắn ngược về mấy phương hướng trên người cả bọn các sắc quang mang nhau nhau sáng lên, sau đó phất tay tế ra không ít thủ đoạn phòng ngự. Trong lúc bọn người này đang tranh đấu với nhau, kim sắc cự viên đã xuất hiện tại ngọn núi khổng lồ lúc trước. Cự viên điên cuồng gào thét, song quyền vung lên cuồng loạn đánh lên vách núi. Âm, ầm một tiếng nổ lớn vang lên, vách núi bị tấn công điên cuồng lập tức dạn nứt từng khúc, vết nứt lan tràn dày đặc giống như mạng nhện sau đó cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Từng đạo bội mù cực lớn tựa NSP những con hoàng long cuồn cuộn bay lên. Đúng lúc này một bóng người cao lớn bỗng nhiên từ trong bội mù hiện ra, không phải ai khác chính là Hàn Lập đã khôi phục lại hình người. Ánh mắt của hắn hướng về bốn phía quét qua, chỉ thấy khắp nơi đều có độn quang lập loè. Gần như tất cả trưởng lão, đệ tử Thiên Quỷ Tông đều chạy trốn tứ tán khỏi nơi này. Bên phía tế u phong cũng là hào quang lập loè, tiếng nổ mạnh không ngừng. Hạt Sơn đạo nhân tựa hồ đang giao phong kịch liệt cùng tông chủ và mấy tên trưởng lão hợp thể kỳ của Thiên Quỷ Tông. Hàn Lập khép hờ hai mắt, trong miệng thì thầm chú ngữ xu đó há miệng phun ra. Một hỏa cầu màu bạc thoát ra giữa không trung hóa thành một đầu ngân sắc hỏa điểu lớn hơn một xích. Hàn Lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ngón tay nhẹ điểm về phía ngân sắc hỏa điểu. Ngân sắc hỏa điểu mãnh liệt ngẩng cao đầu sau đó phát ra một tiếng thanh minh. Thân thể nó lấy tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng biến lớn trong nháy mắt đã to gần bằng một ngọn núi lớn. Hai cánh nó vung lên bay về một khu kiến trúc dày đặc. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ngân sắc hỏa điều lao thẳng vào trung tâm khu kiến trúc, lập tức biến thành một biển lửa đem hết thảy mọi thứ xung quanh thôn phệ. Hàn Lập thấy vậy, thân hình liền xoay chuyển hướng một ngọn núi khác ngoài mấy trăm dặm bay đến. Hắn đã sớm được Hạp Sơn đạo nhân cho hay ngọn núi này tên là Tàng U Phong, chính là một trong những ngọn núi quan trọng nhất của Thiên Quỷ Tông tàng kinh các cùng đan khí điện chính đang đặt ở chỗ này mấy ngày sau phía sau tử trúc lâm trên đỉnh thánh hỏa phong lãnh diễm tông tư mã kính minh đang nắm trong tay một khối pháp bàn truyền tin khuôn mặt tràn đầy vui sướng y thong thả đi đi lại lại trong phòng thời gian tu hành của vị tu sĩ này cũng đã trải qua vô số năm tháng với công phu hàm dưỡng tu luyện được đáng nhẽ không nên biểu hiện như thế nhưng quả thật là bây giờ y đã có chút kìm nén không được đúng lúc này bức họa trên tường bỗng sáng lên thân ảnh lãnh diễm lão tổ từ từ hiện ra. Cung nghênh lão tổ, tư má kính minh thấy vậy lập tức dừng lại kho người làm lễ. Sao rồi, việc kia đã có kết quả chưa? Lãnh diễm lão tổ lạnh nhạt hỏi. Khởi bẩm lão tổ, có một tin vô cùng tốt. Đôi mắt tư má kính minh phát sáng nói ra. Lãnh diễm lão tổ ngơ vậy, lông mày hơi cao lại, cũng không mở miệng nói chuyện. Tư má kính minh lập tức hiểu ra bản thân vì vui mừng quá đỗi nên đã có chút thất thố vội vàng xin lỗi, sau đó nghiêm mặt bẩm báo, lão tổ thứ tội. Hôm nay Hàn Tiền Bối đột nhiên truyền tin đến đây nói Thiên Quỷ Tông đã bị xóa tên khỏi linh hoàn giới. Hắn muốn chúng ta tiếp quản lại một phần lãnh thổ và thế lực của Thiên Quỷ Tông, xem như đền bù cho tổn thất công pháp cùng điển tịch bị hắn hủy đi lúc trước. Một phần, vậy cử nguyên quan thì sao? Lãnh diễm lão tổ nghe vậy nhưng không hề tỏ ra vui mừng mà tỉnh táo hỏi lại. Tuy Hàn Tiền Bối không đề cập đến nhưng theo tin tức truyền về, cử nguyên quan mặc dù tổn thất không nhẹ nhưng cũng không có như gặp hỏa diệt môn như Thiên Quỷ Tông. Lãnh diễm lão tổ nghe xong khẽ nhíu đôi mày sau đó im lặng một lúc lâu mới lẩm bẩm cứ tưởng hàn lập này trong lúc dẫy chết sẽ khiến hai tông phái kia tổn thương trầm trọng. Không ngờ hắn chỉ dựa vào sức lực bản thân lại có thể khiến cửu nguyên quan thiệt hại nặng nề, thậm chí nhẹ nhàng xóa sổ thiên quỷ tông. Đúng là lúc trước đã đánh giá thấp về hắn, lão tổ, sau khi việc này qua đi, lãnh diễm tông chúng ta nhất định trở thành đệ nhất tông môn tại linh hoàn giới rồi. Tư mã kính minh không nhịn được nói ra, nhất định không vì đắc ý mà hồ đồ, tận lực chú ý động tính cửa cửu nguyên quan. Đúng rồi họ hàn dường như còn có một muội muội đang ở trong tông chúng ta, từ bây giờ nhất định phải trọng đãi. Mặt khác cấp cho những người có quan hệ với hắn cũng đãi ngộ cao hơn, nhất định phải ra sức giao hảo. Lãnh Diếm lão tổ nhắc nhở, chương 74 đã xảy ra chuyện, tại một tòa động phủ trên sườn núi suốt vân phong. Trong đêm, ánh trăng lành lạnh xuyên qua cửa sổ, chiếu vào gian phòng, dọi lên người một cung trang thiếu nữ, da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này nàng đang ngồi trên một chiếc ghế, khuôn mặt biểu lộ tâm tình vui vẻ, hạnh phúc dù có hai hàng nước mắt trong suốt đang chảy dài trên gương mặt. Phụ thân, ca ca, thiên quỷ tông đã bị hàn. Hàn đại ca tiêu diệt, phong quốc một lần nữa sẽ do lãnh diễm tông quản lý, đại thù của dư gia chúng ta đã được báo, người trong tộc ít ngày nữa sẽ trở về quê hương. Phụ thân và ca ca ở trên trời có linh thiêng đã có thể yên nghỉ. Thiếu nữ gạt lệ trên mặt, thấp giọng tâm sự, thiếu nữ này chính là dư mộng hàn, Giờ phút này vì đại thù đã được báo nên nàng vui mừng đến phát khóc, thế nhưng nàng không thể ngăn được hình bóng người thanh niên cao lớn hiện ra trong đầu khiến tâm tình của nàng trở nên phức tạp. Hàn đại ca, nàng lầm nhầm trong lòng, gần nửa tháng sau, tại cửu cung phong của cảnh nguyên quan. Hàn lập trong bộ trang phục màu xanh, đang ấn một khối tinh thạch cuối cùng xuống đất. Một tiếng kết nhỏ vang lên, toàn bộ tụ tinh đài bỗng nhiên sáng rõ, một màn ánh sáng bạc mông lung từ trên không trung hạ xuống như sương mù, phủ trọn cả đài tại thời điểm này tất cả các điểm trên tinh đồ đều sáng lên hàn lập ngẩng đầu nhìn lên các ngôi sao đang tỏa sáng răng đầy trời đêm hắn bước dọc theo bậc thang bình tĩnh chậm rãi đi lên tụ tinh đài trên tiên giới tại một chỗ không biết tên cạnh hải vực vô ngân từ mặt biển nổi lên một ngọn núi cực lớn cao hơn ngàn trượng như chiếc mỏ nhọn của loài chim ưng trên đỉnh núi là một tòa thành trì hùng vĩ có diện tích cực lớn Tường của tòa thành này cao hơn trăm trượng được làm từ nham thạch tinh cương khiến toàn bộ tòa thành đều một màu đen hòa cùng một thể với ngọn núi. Khi tới gần chỗ tiếp giáp với biển rộng, trên bề mặt bức tường hiện lên các dấu vết bị ăn mòn. Đó là do khi bão tố, các con sóng lớn cao hơn ngàn trượng từ biển đánh vào, trải qua bao năm tháng mà lưu lại dấu vết. Bên trong thành trì, từ bốn con đường lớn thẳng tắp tỏa ra không ít các con đường nhỏ, hẹp hơn. Các tòa nhà và các cửa hiệu buôn bán lớn bé mọc lên trên những con đường đó dân số trong thành không ít, trên đường lớn ngựa xe như nước, còn trên đường nhỏ thì chỗ nào cũng hối hả, vô cùng náo nhiệt. Ở phía tây nam của thành là một tảng đá san sừng sững chật cả con phố. Bên trong các cửa hàng mái ngói bầy biện đủ thứ, cái gì cũng có. Hai bên đường khắp nơi đều cắm cờ bay phấp phới, người dân đi lại không ngừng khiến con đường khá ẩm ý. Bên cạnh gốc cây cổ thụ thanh dương chỗ tảng đá xanh cuối phố là một tòa lầu các ba tầng nhỏ được xây dựng không có chút nào thu hút. Tường được làm bằng gạch xanh, trụ là gỗ đỏ, mái ngói bát giác màu xanh. Ở phía trước sát với con đường có treo một cây cờ màu xanh để chữ dược, thoạt trông hết sức bình thường. Trong hành lang của tòa lầu, mấy tên tiểu nhị đi lại bận rộn, phục vụ các thương khách mua linh dược. Một số ít khách hàng được trưởng quầy hướng dẫn đi dọc theo cầu thang lên trên lầu 2. Đi dọc hết hành lang lầu 2 có một một cửa gỗ màu xanh để ngăn cách với lầu 3 phía trên. Lúc này, trong một gian phòng khách trên lầu 37 biện một sạp có nệm êm, trên sập đặt một bàn trà màu tím, xung quanh gian phòng, khói đàn hương bay lượn lờ, mùi thơm tràn ngập. Ở hai bên bàn trà có hai người ngồi đối diện, tay đang nâng tách trà thơm. Trong đó, một tên là thanh niên, mặc trang phục đen, dung mạo anh Tuấn, trông rất sắc sảo. Đó đúng là phương bàn, tên còn lại ước chừng 4-50 tuổi, hơi mập, mặc bộ trang phục bằng tơ lụa in hoa văn tiền tài, hai tay đang lồng trong tay áo. Trên mặt gã mang theo vẻ vui vẻ, ấm áp, nhìn qua đúng là dáng điệu của một thương gia giàu có. Sau khi liếc nhìn bốn phía gian phòng, thấy ánh quang lập lè là một tầng cấm chế màn sáng vàng bao phủ, phương bàn mở miệng, nói. Có câu giấu lá vào trong rừng cây, quý lầu thiết lập cơ sở cư ngụ cùng với thế tục loại người tại thành trì sầm uất này, quả thật có chút ý tứ. Hạc hạc, thập phương lầu có là gì so với tông môn đại phái ở trên đâu? Do đặc thù nghề nghiệp cần tai mắt, tất nhiên không thể thiết lập tại nơi tiên sơn phúc địa ít người lui tới rồi, Nam tử trung niên vừa cười vừa nói: "Lúc trước các người đưa tin là có tin tức của người nọ. Chuyện này có thật không?" Phương bàn lựa lời, xoay chuyển hỏi: "Điều đó là tất nhiên, chúng ta gọi các hạ tới cũng là vì muốn hoàn thành vụ giao dịch này." Nam tử trung niên cười cười, nói ra: "Phương bàn nghe vậy, không nói hai lời, lật cổ tay lấy ra một cái túi chữ vật màu xanh để lên bàn. Nam tử trung niên cầm lấy túi chữ vật, thần thức hơi quét qua, vẻ vui mừng trên mặt ngày càng rõ." gật đầu nói, người mà ngươi muốn tìm hiện đang ở linh hoàn giới. Dứt lời, tay kia vung lên, một cái bát to tròn, màu vàng tím đựng đầy nước xuất hiện trên bàn trà. Nam tử trung niên nhấc một ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên trên thành bát. Con, nước trong bát lập tức rung động một lát, rồi một màn ánh sáng màu xanh hiện lên. Bên trong hiện ra hình ảnh trận giao chiến kịch liệt giữa một bên là cự viên với một bên là hoàng cân cự nhân. Phương bàn vừa liếc mắt thấy được hình ảnh kim sắc cử viên to như núi kia, ánh mặt lập tức ngưng trọng, lộ ra sát khí lạnh khấu xương không hề che giấu gã trung niên có bộ dạng thương nhân giàu có thấy thế nhưng sắc mặt không hề thay đổi vẫn như cũ chỉ mỉm cười ôn hòa sau một lát ngón tay gã lại nhẹ nhàng vẽ một vòng trên chiếc bát vàng tím hào quang trong bát chưa tắt hình ảnh bên trong cũng lập tức biến mất người này hiện tại vẫn còn ở một tông môn có tên là cảnh nguyên quan tại linh hoàn giới hắn sẽ không sớm rời đi đâu nam tử trung niên chậm rãi nói làm phiền quý lâu rồi Phương bàn nói một câu cảm tạ, nhưng trong lòng đã có tính toán đi linh hoàn giới như thế nào rồi. Không cần cảm tạ, ta lấy tiền tài, cho người biết địa điểm là bình thường. Ngày sau khi nào có việc cần, người đừng quên quay lại lầu là được. Nam tử trung niên càng vui vẻ hơn, chắp tay nói. Phương bàn đang muốn mở miệng nói chuyện tiếp, bỗng nhiên ánh sáng vàng bên hông gã lóe lên, dừng một chút rồi lại không ngừng lóe lên. Nam tử trung niên kia thấy thế, lập tức đứng dậy, cung kính nói nơi này có cấm chế ngăn cách nên tuyệt đối không có vấn đề ngươi là khách quý nếu đã cần chút thời gian thì tại hạ sẽ không quấy dày dứt lời gã liền thi lễ một chút rồi đi ra khỏi gian phòng không hề quay đầu lại chờ tên kia đi hẳn phương bàn phất tay một cái bên hông trong lòng bàn tay gã hiện ra lệnh bài màu vàng có trang trí hoa văn cực kỳ đẹp mắt gã nhìn ánh sáng lóe lên trên lệnh bài hơi do dự một chút rồi hai mắt nhắm lại đưa thần thức tiến vào bên trong lệnh bài lúc này thân ảnh của gã xuất hiện ở trong một tòa đại điện lộng lẫy vàng son. Trong điện hầu như không bày biện bất kỳ thứ gì, chỉ là trên vách đá bốn bên đều chạm khắc rất nhiều bức tranh hoa vô cùng hoa mỹ với đường vân tinh xảo. Trong đại điện, ngay phía trước, một vị cung trang nữ tử trên mặt phủ một tấm lụa mỏng màu trắng khi thấy thanh niên mặc áo đen, liền mở miệng nói. Phương bàn, gần đây bên trong vân phủ giới, ẩn thú đại triều nghìn năm một lần bạo phát khiến mấy trăm thành trì ở đó bị tàn sát, hơn 10 tông phái chịu thảm cảnh diệt môn, nay đặc biệt lệnh cho ngươi tiến vào vân phù giới để xử lý việc này. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút cứng ngắc. Gã do dự một chút, sau đó mới lên tiếng nói. Tiên sứ, nếu muốn hoàn toàn dẹp loạn ẩn thú đại triều, ít nhất cần mất thời gian mấy năm, mà thuộc hạ còn có một chút sự tình khẩn yếu, không thể không lập tức đi xử lý. Xin hỏi có thể hay không đổi một người khác chấp hành nhiệm vụ lần này? Thuộc hạ dưới trướng của ta đều đã có nhiệm vụ, không ai nhàn rỗi chỉ có người từ khi hoàn thành nhiệm vụ lần trước đến bây giờ vẫn chưa nhận nhiệm vụ mới bạch y tiên tử lắc đầu nói tiên sứ thế nhưng phương bàn người đừng quên chức trách của bản thân cũng như quy định của tiên cung phương bàn còn muốn giải thích thế nhưng khi gã chỉ mới nói được một nửa đã bị bạch y tiên tử cắt ngang không dám phương bàn nhận lệnh tuy trong lòng gã rất không muốn nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp vậy sau đó gã thu hồi thần thức khỏi lệnh bài sắc mặt trở nên âm trầm rồi âm thầm cắn răng nói, coi như tiểu tử ngươi gặp may mắn, cho ngươi sống thêm vài năm nữa. Ba năm sau tại cảnh nguyên quan, ban đêm, bên trên cửu cung phòng ánh sáng bạc chiếu dọi rực rõ, phảng phất giống như ban ngày. Toàn bộ tụ tinh đài đều được bao phủ bởi bảy cột sáng màu trắng bạc cực kỳ to lớn. Một cỗ lực lượng tinh tú hợp thành một vòi rồng cực lớn, vây quanh cột sáng, thoạt nhìn tựa như là có một bức tường cực lớn bên ngoài, không thể nào vượt qua được. Giờ phút này, trên đài cao, Hàn Lập ngồi khoanh chân ở trung tâm, dường như bị ánh sáng tinh tú rót đầy cơ thể. Toàn bộ người hắn tỏa sáng, có thể nhìn thấu qua, gần như trong suốt. Tại chỗ ngực bụng của hắn có 6 điểm sáng màu xanh lam phân bố như hình cái muống, lóe ra ánh sáng rạng rỡ. Tại điểm cuối, điểm sáng màu xanh lam thứ bảy mặc dù có chút chưa tỏ, khá mông lung nhưng cũng đã hiện rõ hơn rồi. Lúc này, lông mi Hàn Lập rung rung, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, pháp quyết trên tay hắn vừa thu lại lập tức hào quang của bảy cột sáng đang bao phủ tụ tinh đài liền tản ra, rồi dần dần biến mất. Giữa không chung, bảy đạo ánh sáng màu đen lượn vòng quanh hóa thành bảy chiếc tinh nguyệt bảo kính rơi vào trong tay hàn lập, rồi bị hắn thu hồi. Lúc trước ở trong cảnh nguyên quan, khi trong bí cảnh tìm cách thoát thân, hắn đã từng tự bạo bảo kính. Sau đó khi đến thiên quỷ tông, hắn đã thu được số lượng lớn âm thần thạch, nên một lần nữa tế luyện ra liền bảy chiếc. Hắn mỉm cười, thì thào, rốt cuộc cũng sắp ngưng tụ ra huyền khiếu thứ bảy rồi. Đối với huyền tiên, bản thân hắn trước đây cũng không có quá nhiều cảm nhận. Tuy nhiên, từ ba năm trước đây sau khi đánh một trận với Hoàng Cân Cự Nhân, hơn nữa khi tu luyện, cảm ngộ đến tầng này của tiểu bắc đầu tinh nguyên công hắn đã có chút ít nhận thức xác thực hơn về huyền tiên. Hắn tin tưởng, khi hắn đạt thành tựu cực hạn về thân thể, gặp lại loại đối thủ như Hoàng Cân Cự Nhân có lẽ không cần phải vận dụng phạm thánh chân ma công nữa rồi, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể cũng đủ để áp chế đối phương. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lật tay một cái thì trong lòng bàn tay có một hạt đậu vàng lớn chừng hột đào. Đúng là hạt đậu lấy ra từ trong lồng ngực của tên hoàng cân cự nhân. Từ khi biết được tin tức có một tổ chức bí mật trên tiên giới treo giải thưởng về hắn cho đến gần đây, Hàn Lập quá bận rộn tu luyện để tăng cường thực lực nên bây giờ là lần đầu tiên hắn cẩn thận xem xét hạt đậu này. Hắn nâng bàn tay, tập trung quan sát một lát liền phát hiện hạt đậu này ngoại trừ lớn hơn gấp mấy lần so với hạt đậu vàng bình thường, còn lại thì không có gì đặc thù. Nhưng mà, khi hắn sử dụng thần thức thăm dò vào bên trong hạt đậu vàng này thì lập tức cả kinh. Chỉ thấy ở trong hạt đậu này tràn ngập một cỗ quang mang màu xanh nồng đậm. Nếu không tận mắt nhìn thấy, mà chỉ là nhắm mắt cảm thụ, Hàn Lập thậm chí còn cho là mình đang ở trước một mảnh rừng rậm rộng lớn, bên trong tràn đầy sinh lực khiến người ta kinh ngạc. Sở hữu sự sống mạnh mẽ như thế, vật này quả thật không phải bình thường. Hàn Lập mở hai mắt ra, không khỏi cảm thán. Từ hạt đậu màu vàng này, hắn chỉ thấy được dùng để ngưng tụ thành hoàng cân cự nhân và hắn lại cũng không hiểu được cách hóa giải như thế nào nên muốn lấy vật ẩn chứa sinh cơ này để nghiên cứu, không thể nói trước ngày sau sẽ có khi dùng tới. Trầm ngâm một lát rồi hắn vùng cổ tay lên, thu hạt đậu lại, lập tức đứng dậy, dọc theo thềm đá cạnh tụ tinh đài bước xuống dưới. Lúc này, từ phía chân trời trong màn đêm bỗng nhiên có một đạo ánh sáng vừa thô vừa to bay đến, rơi vào trước người hắn một thân hình theo độn quang hiện ra hạp sơn đạo nhân. Trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, gã vội vàng thi lễ với Hàn Lập rồi nói. Hàn tiền bối, đã xảy ra chuyện, chương 75, nghe ngóng. Sao vậy? Hàn Lập khẽ nhíu mày hỏi. Tư mã đạo hữu vừa truyền tin từ lãnh diễm tông tới, nói là. Nói là, liễu cô nương bị, bị bắt đi, hạp sơn đạo nhân ấp úng trả lời. Nói đi, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Hàn Lập trầm mặt rồi nói. Vừa thấy Hàn Lập tỏ vẻ bất thiện, Hạp Sơn Đạo Nhân đã vội vàng mở miệng giải thích. Khoảng chiều tối nay, một nữ tử vận bạch y đã phá vỡ cấm chế, xông vào linh diễm Sơn Mạch, tấn công suốt vân phong rồi bắt liếu cô nương đi mất. Người nọ công khai bắt nhạc nhi đi như thế mà lãnh diễm tông lại không có ai xuất thủ ngăn cản ư. Hàn Lập suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, tư mã đạo hữu nói hắn định ngăn lại, xong vừa ra tay thì đã bị nữ tử kia đánh lùi một cách dễ dàng. Hơn nữa đối phương chỉ tùy ý phất tay một cái đã đánh bay hắn đi rồi, nên hắn không thể ngăn cản được. Nhưng có vẻ như cô gái này cũng không có ý đả thương bọn họ mà chỉ nói rằng mình là người cùng tộc với liễu cô nương rồi mang người đi. Hạp Sơn Đạo Nhân không người đáp, vung tay áo là có thể đánh lui tư mã kính minh ư. Hàn Lập khẽ giật mình, vẻ mặt trầm ngâm, tư mã đạo hữu đã kể lại như vậy. Hàn tiền bối, có cần ta phái đệ tử cảnh nguyên quan đi dò hỏi về tung tích của liễu tiểu thư không? Về phương diện tìm người, cảnh nguyên quan của ta vô cùng. Hạp Sơn Đạo Nhân dè dặt đề nghị. Theo ngươi thì trong giới diện này có người chỉ cần phất tay một cái là có thể đẩy lùi một tu sĩ đại thừa không? Hàn Lập nhìn đối phương, vừa mở miệng đã cắt đứt lời y đang nói. Cái này, chắc là không có, Hạp Sơn đạo nhân hơi ngẩn ra. Được rồi, việc này ta đã biết, ngươi lui ra đi. Hàn Lập nghe vậy chỉ nói. Hạp Sơn đạo nhân cung kính vâng theo rồi rời khỏi tụ tinh đài. Hàn Lập nhìn theo bóng Hạp Sơn đạo nhân rời đi, chỉ trầm mặc một lát sau đó vung tay lên một màn sáng bạc hiện ra che phủ toàn bộ tụ tinh đài. Sáng sớm ngày thứ hai, bóng dáng to béo của Hạp Sơn Đạo Nhân đã xuất hiện trước cửu cung phong, cung kính thi lễ về hướng tụ tinh đài, cao giọng nói. Vãn bối là Hạp Sơn, bái kiến hàn tiền bối. Kỳ thật suốt ba năm nay, ngày nào y cũng tới đây đưa tin và báo cáo cho hàn lập tình hình linh hoàn giới, từ phương hướng của tông môn hay các quyết định lớn của lãnh diễm tông, bất kể gió mưa, chưa từng gián đoạn. Tuy rằng đa số thời gian hàn lập dùng để bế quan tu luyện, lúc ấy y chỉ cần cung kính bẩm báo một tiếng rồi chờ chừng một canh giờ sau đó lại cung kính cáo biệt một tiếng mới rời đi trong suốt quá trình y đều vô cùng thành tâm không tỏ vẻ mất kiên nhẫn chút nào thế nên một thời gian sau các đệ tử của cảnh nguyên quan dần dần phát hiện ra rằng vị thái thượng đại trưởng lão đại thừa kỳ ngày thường đều du rú trong nhà trăm năm khó gặp này nay đôi khi đã xuất hiện bên ngoài tuy rằng đều chỉ nhìn thấy từ xa song đối với các đệ tử cấp thấp thì điều này đã làm họ cảm thấy vô cùng phấn khích rồi đương nhiên là gần như tất cả trưởng lão hợp thể kỳ hoặc luyện hư kỳ đều có biết ít nhiều về sự tình trong đó song đều ngậm chặt miệng coi như chưa từng biết chuyện gì xảy ra ngày nọ hạp sơn đạo nhân đang cung kính khoanh tay đứng trong không trung cách cửu cung phong hơn trăm trượng vừa nhìn tụ tinh đài bị màn sáng bạc bao phủ vừa cảm thấy buồn bực trước kia xung quanh nơi hàn lập tu luyện đều tràn ngập lực lượng tinh thần hay ít nhiều gì cũng phải có chút động tính sao hôm nay lại bình yên vậy thế nhưng dù có nghi hoặc y cũng chẳng dám tùy tiện quấy giày bởi có lẽ Hàn Lập đang ở bên trong tu luyện một loại pháp thuật khác cũng không chừng. Thế nên y đành ngoan ngoãn chờ đợi, một lúc lâu sau mới cáo từ rời đi. Kết quả, thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày y đều tới đây, và đều không thấy chút động tính nào truyền từ bên trong tụ tinh đài ra cả. Chỉ nháy mắt đã hai tháng trôi qua, Hạp Sơn Đạo Nhân cũng dần đánh mất kiên nhẫn. Hôm nay, sau khi đợi trọn vẹn nửa ngày, y vẫn không phát hiện chút biến hóa nào bên ngoài tụ tinh đài, tất cả chỉ là một màn sáng bạc chập chờn liên tục. Hàn tiền bối, về chuyện liễu nhạc nhi, tại hạ đã tìm được một chút manh mối, không biết hiện người có rãnh không. Hạp sơn đạo nhân hít sâu một hơi rồi mở miệng hỏi. Xong màn sáng vẫn không phản ứng chút nào. Hàn tiền bối, hạp sơn đạo nhân gọi to hai tiếng, vậy mà người bên trong màn sáng vẫn không đáp lại. Chẳng lẽ, y biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng phất tay bắn ra một đạo kim quang vào màn sáng bạc. Giác, màn sáng lập tức vỡ vụn ra, bên trong giống tuếch, không còn bóng dáng hàn lập đâu nữa. Nơi mặt bàn, có đặt một khối ngọc giản màu trắng. Hạp sơn đạo nhân cầm lên, thần thức vừa thăm dò vào trong thì gương mặt nung núc thịt đã run rẩy liên hồi, lộ ra thần sắc kích động. Bởi trong ngọc giản, chính là phương pháp giải trừ cấm chế trong cơ thể y. Đa tạ hàn tiền bối, y thu lại thần thức, nhìn về chân trời phía xa, cúi người thi lễ một cái, không cần biết đối phương có cảm ứng được hay không. Tại Linh Diễm Sơn Mạch, ở một tòa, bên trong đại điện, sau khi Tư Mã Kính Minh cùng tông chủ và vài vị trưởng lão hợp thể kỳ họp bàn xong, mọi người đều cáo từ rời đi. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại một mình Tư Mã Kính Minh. Y thở ra một hơi nhẹ nhẹ, sắc mặt lộ ra có chút mệt mỏi. Đã mấy năm trôi qua từ khi đệ nhất tông môn một thời tại linh hoàn giới là Thiên Quỷ Tông bỗng bị diệt môn chỉ trong một đêm để tranh đoạt địa bàn của họ, thế lực khắp nơi vẫn luôn tranh đấu không ngớt lãnh diễm tông với tư cách là một trong ba đại tông môn và là thế lực duy nhất không bị hao tổn lực lượng lúc này đang rất bận rộn tư mã kính minh dù là tu sĩ đại thừa nhưng cũng không có thời gian thanh tu cả ngày ở đây xử lý sự vụ trong một thời gian rất dài trước đây y cơ bản chỉ lo bế quan tu luyện rất hiếm khi để ý tới công việc của môn phái vậy mà hiện tại bỗng nhiên phải quản lý sự vụ trong môn thật sự có chút không quen đương nhiên y chấp nhận làm vậy cũng vì tưởng rằng cảnh nguyên quan đại thương nguyên khí không ngờ đối phương không chỉ không bị tổn hại thực lực, mà còn lấy được không ít chỗ tốt từ thế lực cũ của Thiên Quỷ Tông. Tại sao lại như thế, y biết rất rõ nhưng lại không thể nào nói ra được. Có điều cũng nhờ thế lực Lãnh Diễm Tông khuếch trương, Lãnh Diễm lão tổ ở tiên giới cực kỳ cao hứng, đã liên tiếp ban thưởng mấy lần. Có những phần thưởng này, về sau y chỉ cần tập trung bế quan thì thực lực lại có thể tiến thêm một bước. Đến khi đó đạt thành viên mãn, việc phi thăng tiên giới cũng trở nên không phải là không thể với tới rồi. Tư mã kính minh âm thầm cao hứng, đứng lên, đang định đi vào phía sau đại điện. Tư mã đạo hiếu, một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên, tư mã kính minh lập tức biến sắc, ánh sáng màu xanh lóe lên, một nam tử mặc áo bào xanh đã xuất hiện trong đại điện. Đúng là hàn lập, hắn khép tay lại trong tay áo, một đạo ánh sáng bạc chấp động, hư ảnh phù lục màu tím hiện lên. Tư mã kính minh thấy rõ người tới, đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, chắp tay nói, thì ra là hàn tiền bối, mấy năm không gặp, phong thái tiền bối ngày càng cao hơn lúc trước. Thật sự là đáng mừng, tư mã đạo hữu khách khí rồi, ngữ khí của hàn lập có chút lãnh đạm, hàn tiền bối, xin mời ngồi. Trong lòng tư mã kính minh máy động, vội vàng mời hàn lập ngồi tại chỗ thủ tọa, bản thân thì ở bên cạnh tương bồi. Hàn mỗ hôm nay đến đây, cũng không có chuyện gì. Chỉ là nghe nói liễu muội tử của ta bị người mang đi khỏi lãnh diễm tông, không biết có phải là thật hay không. Sau khi ngồi xuống, Hàn Lập lập tức mở miệng nói ra. "Vâng, đều do vãn bối chăm sóc không được chu đáo, để cho người ta mang liễu cô nương đi." Tuy nhiên, trong đó còn có ẩn tình khác, Tư Mã Kính Minh nói ra với tinh thần bất an, "Việc người nọ mang Nhạc Nhi đi, Tư Mã đạo hữu có đầu mối gì không? Ngày đó nữ tử kia đã nói gì?" Mặt Hàn Lập không chút biểu hiện, đã cắt đứt lời nói của đối phương. "Bẩm tiền bối, người nọ là một bạch y nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, tự xưng là đồng tộc với Liễu Nhạc Nhi, nhờ chuyển lời tới Hàn Tiền Bối, nói đa tạ ngươi đã chiếu cố Nhạc Nhi. Về phần lai lịch của nữ tử này, vãn bối khẳng định chưa từng gặp qua. Sau đó dù đã từng phái đệ tử trong tông tìm hiểu nhiều nơi nhưng không hề có tiến triển cho nên vãn bối đã có một chút suy đoán. Tư mã kính minh nói ra xong có chút do so dự khi nói câu cuối. Nói ta nghe một chút, hàn lập khẽ nhướng mày, vãn bối suy đoán, Nàng này hẳn không phải là người ở bên trong linh hoàn giới vì có thực lực cực kỳ mạnh mẽ khiến vạn bối cũng không thể nào tiếp được ngay cả một chiêu. Thậm chí vãn bối còn suy đoán, nữ tử này chính là một vị chân tiên đến từ thượng giới. Chân tiên, trong lòng Hàn Lập sớm đã dự đoán nên khi nghe Tư Mã Kính Minh nói thế thì cũng không có gì kinh ngạc mà chỉ nhíu mày trầm ngâm. Theo như hắn biết, Liễu Nhạc Nhi xuất thân từ Vân Hồ tộc, chỉ là một nhánh yêu hồ xuống dốc, nếu không năm đó cũng sẽ không bị huyết đao hội tiêu diệt tại sao có thể đột nhiên xuất hiện chân tiên chẳng lẽ là tổ tiên tộc này có người phi thăng tiên giới vừa đúng lúc này lại phản hồi linh hoàn giới hoặc là liễu nhạc nhi vẫn còn giấu hắn một số chuyện nếu như tư mã đạo hữu đã cố hết sức hàn mỗ tự nhiên cũng không thể trách ngươi nếu như may mắn người nọ đúng là đồng tộc với nhạc nhi có lẽ không gây bất lợi cho nàng hàn lập suy nghĩ một chút sau đó thở dài tư mã kính minh thấy hàn lập không có tức giận lúc này mới nhẹ nhàng thở ra rồi gã mới phát hiện là sau lưng không ngờ đã toát ra mồ hôi lạnh. Đúng rồi, Hàn Mỗ tới đây còn có một sự tình muốn thỉnh giáo Tư Mã đạo hữu một chút. Hàn lập trầm mặc một lát, rồi đột nhiên mở miệng nói ra. "Không dám, không dám. Hàn Tiền Bối có chuyện mời nói, vạn Bối nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy." Tư Mã Kính Minh vội vàng nói, "Không biết lãnh diễm đạo hữu của quý tông có cùng ngươi nói về sự tình phi thăng tiên giới không?" Từ linh hoàn giới phi thăng tiên giới có kiêng kỵ gì sao? Hàn Lập không khách khí, trực tiếp hỏi đối phương. Tư mã kính minh nghe vậy kinh hãi lắp bắp, gã hít một hơi thật sâu rồi mới cung kính đáp. Hàn tiền bối khi đạt mức cao nhất của lực tu trở thành chân cực chi khu, thân thể sẽ bị lực lượng giới này bài xích, nếu như muốn phi thăng, cần phải có lực lượng phá không. Thì ra là thế, Hàn Lập có chút giật mình nhẹ gật đầu, khó trách khi tu luyện tiểu bắt đầu tinh nguyên công càng tiếp cận viên mãn, hắn càng phát giác được một cỗ lực lượng vô hình không gió áp chế, khiến cho khi thi pháp phi độn đều bị ảnh hưởng một ít. Linh hoàn giới gần Bắc Hàn Tiên vực, vì vậy từ nơi này phi thăng đến tiên giới nhiều khả năng qua một chỗ phi tiên đài tiếp dẫn đến Bắc Hàn Tiên vực, không có gì kiêng kỵ cả. Trái lại, bởi vì linh lực dưới hạ giới mỏng manh, phàm là người có thể phi thăng thành công đều có thiên tư cực cao, tâm tính kiên định, nên được tiên giới rất mực coi trọng. Tư Mã Kính Minh không giấu giếm, tự mình biết gì đều nói ra. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng thì ý niệm trong đầu cuồn cuộn. Thái độ của tiên giới cư xử với tiên nhân phi thăng, bất kể là từ linh giới trước kia hay linh hoàn giới hôm nay đều giống nhau. Chỉ là hiện tại hắn đang bị thế lực nào đó hoặc người nào đó trên tiên giới theo dõi nên không hy vọng khiến cho đối phương để ý. chương 76, truyền kỳ. Đúng rồi, ngoại việc dựa vào sự tiếp dẫn của phi thăng đài, kỳ thật linh hoàn giới còn truyền lưu một phương pháp nhập cư trái phép, khi phi thăng tiên giới sẽ không đi qua phi thăng đài. Tư mã kính mình thấy hàn lập im lặng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vội bổ sung thêm. A, à, có thể nói một chút. Hàn lập khẽ động, nhìn như tùy ý hỏi một câu. Phương pháp này nói trắng ra là tìm kiếm tiếp điểm không gian yếu ớt giữa tiên giới và linh hoàn giới, cứng rắn phá vỡ không gian, dựa vào khoảng nối giữa hai giới để tiến vào tiên giới. Tư Mã Kính Minh suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ sợ làm vậy sẽ gặp không ít khó khăn. Hàn lập vừa nói vừa âm thầm cười khổ không thôi. Phương pháp này hắn đã từng dùng để nhập cư trái phép vào linh giới. Có điều linh hoàn giới và tiên giới hẳn nằm ở rất gần nhau. Vì vậy có thể sử dụng phương pháp này được. Tiên bối sáng suốt, phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, không gian giữa hai giới diện cực kỳ nguy hiểm, mặc dù có thể may mắn đi qua. Nhưng khi tiến vào tiên giới rất có thể sẽ được truyền tống đến những địa điểm nguy hiểm. Không gian tiếp điểm giữa hai giới không có nơi nào tốt lành cả. Hơn nữa phi thăng theo phương pháp này sẽ không được rèn luyện thân thể trong ao tiên, cũng không nhận được tiên bài chứng nhận thân phận cùng những chỗ tốt kèm theo, về sau cũng gặp không ít khó khăn ở tiên giới. Tư Mã Kính Minh thành thật trả lời. Hàn Lập chậm rãi gật đầu, thần sắc như thường, nhưng trong lòng lại có chút hưng phấn. Sự tình phi thăng tiên giới vốn như cái gai trong lòng hắn, hôm nay rút cuộc đã tìm ra biện pháp giải quyết. Về phần nguy hiểm như Tư Mã Kính Minh đề cập, lấy thực lực của họ Hàn lúc này, chỉ cần chuẩn bị thật tốt thì không cần phải lo lắng. Đa tạ Tư Mã đạo hữu, Hàn Lập gật đầu cảm tạ. Hàn tiền bối ngàn vạn lần không nên khách khí với vãn bối. Tiền bối đem đến cho bổn tông ngàn vạn chỗ tốt lão tổ đã dặn dò phải có lời cảm tạ đối với tiền bối tư mã kính minh thành khẩn nói thật sao không nghĩ tới lãnh diễm đạo hữu còn nhớ đến hàn mỗ hàn lập cười nhạt một tiếng nói một câu đầy thâm ý hàn tiền bối nói đùa lão tổ tư mã kính minh giật mình vội vàng giải thích được rồi tư mã đạo hữu không cần nói thêm hàn lập nói một tiếng bỗng nhiên quay người hóa thành một đạo thanh hồng bay đi xa mắt nhìn đoàn thanh hồng biến mất ở cuối chân trời từ Mã Kính Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau khi rời khỏi Lãnh Diễm Tông, Hàn Lập tựa như hoàn toàn biến mất, không thấy hiện thân ở Linh Hoàn Giới. Có điều một ít sự tích về hắn chẳng biết tại sao lại được thêm mắm dặm muối thành nhiều phiên bản, biến hắn trở thành nhân vật mang đậm màu sắc truyền kỳ tại Linh Hoàn Giới. Bởi lẽ, trong vòng vài năm tiến vào nơi đây, hắn đã khiến cho Linh Hoàn Giới vốn đang duy trì trạng thái cân bằng xuất hiện từng trận gió tanh mưa máu. Có người nói hắn là một kẻ quanh năm bế quan không xuất hiện, có người nói hắn là một gã trích tiên, có người lại nói hắn là hậu duệ của một lão yêu chân linh nào đấy. Dư luận khen chê về hắn trên khắp linh hoàn giới cũng không đồng nhất. Có người nói hắn là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, người lại nói hắn là người tốt diệt trừ thiên quỷ tông ngang ngược, mang lại an bình cho linh hoàn giới. Tóm lại, có rất nhiều cách nói về hắn, thế nhưng sự kiện quái vật khổng lồ như thiên quỷ tông bị diệt lại dẫn đến tranh đấu hỗn loạn kéo dài đến mấy trăm năm sau tất các các thế lực lớn nhỏ trải qua thật nhiều huyết chiến sinh tử, vô số tu sĩ vẫn lạc mới dần dần ổn định lại. Đương nhiên những thứ này đều để nói sau, vài tháng sau khi Liễu Nhạc Nhi bị bắt cóc, một ngày đẹp trời, mặt trời chiếu rọi. Tại một vùng biển vô biên được bao phủ bởi khói đen ở phương bắc của linh hoàn giới, được gọi là Hắc Hải. Linh lực tại hải vực này có chút nồng đậm, có không ít hải thủ sinh sống ở đây, càng xuất hiện nhiều loại linh tài, cho nên không ít tu sĩ tới đây tìm kiếm linh tài, săn giết yêu thú chỗ sâu bên trong hắc hải, bên cạnh một đảo hoang, âm thanh ẩm ẩm ù, ù ù vang lên không dứt. Sóng cả cuồn cuộn trên mặt biển, cao tới vài chục trượng, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Khói đen nồng đậm trên mặt biển cũng bị cỗ lực lượng đó kéo theo xoay tròn, tạo thành vòng xoáy cực lớn. Trong vòng xoáy là một thiếu phụ mặc áo xanh, một lão giả áo đen, cùng một đạo sĩ trung niên đang kịch chiến với một đầu hải ngưu Ba người này đều có tu vi hóa thần sơ kỳ, tuy rằng tu luyện công pháp khác nhau nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu liên thủ. Hào quang pháp bảo của ba người kết nối với nhau, hình thành một vòng tròn lớn, bao vây hải thú vào giữa, sau đó tầng tầng lớp lớp tấn công. Hải nghiêu toàn thân xanh thấm, sống lưng có hai đường vân màu đen, kéo dài từ trên trán đến tận đuôi, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Miệng nó thỉnh thoảng phát ra tiếng giống kỳ quái, bên ngoài thân, ánh sáng màu lam lập lòe, lôi cầu màu lam hiện hiện rậm rạp, gan góc chống lại từng đợt tấn công. Ngoài ra, miệng nó phu ra từng đạo ánh sáng màu lam vừa thô vừa to tới ba người ở trên. Kịch chiến kéo dài nửa canh giờ, hộ thể hào quang của Hải Ngưu rốt cuộc bị phá, đầu nó bị một đạo lốc xoáy kiếm quang của lão giả áo đen xuyên thủng, tạo thành một lỗ máu lớn. Hải Ngưu kêu lớn một tiếng, vùng vẫy vài cái rồi nằm im bất động. Hạc hạc, phệ hồn toàn tâm kiếm của Tần Đạo Hữu quả nhiên lợi hại, tầng tầng lớp lớp phòng ngự của đầu Hải Ngưu trưởng thành này cũng không ngăn nổi. Đạo sĩ trung niên hạc hạc cười khen, khô mộc đạo hữu quá khen lão giả áo đen hiện vẻ đắc ý, khẽ với một tay thu hồi thanh kiếm màu đen lại, là một thanh xà kiếm, nhìn như hai con độc xà quấn lấy nhau, tản mát ra hắc quang băng lãnh âm u. Lão giả phất tay thu kiếm vào một cách cực kỳ cẩn thận. Lão phải hao phí hơn nửa tích góp của cả đời mới có thể thu được, uy lực so sánh được với linh bảo bình thường, nó còn có thần thông phá giáp, chính để đối phó với một ít hải thú da dày thịt béo. Ba người nhanh chóng phân tách thi thể của hải nghiêu, chia đều chiến lợi phẩm. Thu hoạch không nhỏ. Theo ta thấy, ba người chúng ta liên thủ, đối mặt với hải thú hóa thần hậu kỳ, mặc dù không dám chắc thắng nhưng vẫn có thể rút lui an toàn. Không bằng đi sâu hơn một chút, thiếu phụ mặc áo xanh nhìn về phía sâu của hắc hải, đề nghị. Ánh mắt của đạo sĩ trung niên nhảy lên, tựa hồ cũng muốn tiến sâu vào bên trong hắc hải. Vạn lần không được, nhị vị vừa tới hắc hải chưa lâu nên còn chưa biết. Cách nơi này không xa chính là hung địa tinh La Hải Nhãn. Đáy biển nơi đó có vô số mắt biển sâu đến vô cùng, Bên trong sinh sống toàn là hải thú lợi hại. Phần lớn hải thú trong đó đều có tu vi luyện hư, thậm chí là hợp thể kỳ. Ta còn nghe đồn tại mắt biển sâu có một đầu hải thú có thể so sánh với đại thừa kỳ. Trừ một ít hợp thể đại năng còn lại không ai dám tới gần chỗ đó cả. Nói thật, chúng ta đuổi theo đầu hải như này tiến vào tới đây đã là rất nguy hiểm, không thể đi tiếp, phải lập tức quay lại. Lão giả áo đen vội vàng nói, thân sắc ngưng trọng. Hải thú đại thừa kỳ, thật không thể tin nổi. Đạo sĩ trung niên hít một hơi khí lạnh, thiếu phụ áo xanh lục cũng bộc lộ vẻ mặt không thể tin. Đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, nghe nói đầu Ngũ Trảo Mạc Long đã sống hơn 10 vạn năm, lần cuối cùng xuất hiện là vài ngàn năm trước. Nó đã đạt tới tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong, nhiều năm như vậy nếu không hết thọ nguyên, có lẽ đã tiến giai đại thừa. Dù thế nào, nơi đây nguy hiểm trùng trùng, tranh thủ rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Lão giả áo đen lắc đầu, có chút lo lắng nói: đạo sĩ trung niên cùng thiếu phụ áo xanh vội vàng gật đầu, ba người đang muốn bay về vào thời khắc này, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên ở hải vực phía trước. nghe thanh âm thì cách xa vô cùng, nhưng âm thanh lại thẳng tới ba người. hơn nữa hải vực phụ cận kịch liệt rung lên một cái. ba người biến sắc, không chờ ba người có phản ứng gì, âm thanh nổ mạnh lần nữa truyền đến, đồng thời còn có một cỗ linh áp khổng lồ hỗn loạn truyền tới, tạo nên từng cơn lốc xoáy. ba người hoảng hốt, ngay lập tức quay người bỏ chạy, nhưng đã muộn. Còn chưa kịp chạy đã bị vòi rồng bắt kịp cuốn bay ra ngoài. Cũng may vòi rồng bay đi không xa liền suy yếu, ba người vội vàng vận chuyển công pháp, ổn định thân hình, sắc mặt bị hù đến trắng bệch. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ rầm trời vang lên. Mặt biển phía trước vài trăm dặm đột nhiên nổ tung, một bóng đen cực lớn bay lên từ dưới mặt nước. Oanh một tiếng, trùng trùng điệp đập vào hoang đảo cách đám người lão giả không xa, khiến cho cả tòa hoang đảo rung lên kịch liệt, tạo thành từng vòng sóng khí, làm mặt biển sóng trào cuồn cuộn. Bóng đen rõ ràng là một đầu dao long cực lớn màu đen, thân dài chừng hai ba trăm trượng. Toàn thân được bao trùm bởi lân giáp màu đen, trên đầu mọc hai cái sừng giống như san hô óng ánh. Tại ngực, bụng của dao long mọc ra bốn cái long chảo, từng cái móng vuốt giống như năm thanh cự kiếm, lóe lên hào quang khiến cho người ta không rét mà run. Khí tức khổng lồ trên người ngũ chảo mặc dao tản mát ra. Cảnh tượng này càng khiến ba người sợ hãi tột cùng, nhất là lão giả áo đen, vốn không phải tán tu mà là đệ tử nội môn của tông môn không nhỏ, bên trong còn có một tên lão tổ hợp thể kỳ tỏa chấn. Thế nhưng khí thức của ngũ trảo mặc sao còn lớn hơn vị lão tổ hợp thể kỳ kia. Chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật, lão giả rúng động mạnh trong lòng, không khỏi suy đoán.